Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ Tiểu Muội. Hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Tân Hôn. Chương 11: Bị tập kích. Vài ngày sau, Lý Diệu Tổ lại đến trước cổng trường chờ Lý Cẩm Thành. Đáng tiếc mặc dù ông ta đi sớm thế nào cũng không thấy bóng dáng Lý Cẩm Thành cùng với chiếc xe của cậu, rơi vào đường cùng Lý Diệu Tổ đành phải thừa dịp trong thời gian lên lớp đến trường học tìm cậu. Nghe đồng nghiệp nói cha cậu đang ở cửa ban công chờ cậu, Lý Cẩm Thành khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Đây là nơi cậu công tác hơn 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên Lý Diệu Tổ tới trường học của cậu. Lý Cẩm Thành nói lời cảm ơn với đồng nghiệp rồi đi đến cửa ban công, khi cậu đến liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lý Diệu Tổ. Chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy cậu, lo lắng trên mặt ông ta liền biến thành tức giận. Vì sao không tiếp điện thoại của cha? Di động hỏng rồi. Lý Diệu Tổ bị những lời này của cậu làm cho cứng đờ, thấy biểu tình không sao cả của Lý Cẩm Thành, ông ta nói tiếp, Cẩm Thành ta là cha của con, trong nhà hiện tại gặp phải khó khăn, con sao lại có thể không quan tâm gì đến chúng ta như vậy? Lý Diệu Tổ nhìn qua giường như đã già đi rất nhiều, giọng nói cũng có chút bi thương, Lý Cẩm Thành nhìn ông cũng không nói lời nào. Cẩm Thành, cha nuôi con nhiều năm như vậy, không có công cũng có lao, con coi như thương hại cha, giúp cha được hay không? Năm đó mẹ sau khi sinh tôi không bao lâu liền viết di chúc, bà đem toàn bộ tiền để lại cho tôi. Con có ý gì? ý trên mặt chữ, nói đúng hơn là cho dù không có ông, mẹ cũng có thể lập quỹ để tôi học hành, tôi cũng có thể không lo không nghĩ lớn lên, đúng rồi, còn một món tiền, nghe nói khi đó ông mượn toàn bộ đồng vốn quay vòng của công ty nhựa phải không? Nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy, trong lòng Lý Diệu Tổ đột nhiên xuất hiện bất an mãnh liệt, nhìn cậu nói làm sao con biết? Luật sư, bạn bè của mẹ, rất nhiều người nói cho tôi biết lý diệu tổ luôn cảm thấy được cậu muốn ám chỉ với mình cái gì đó nhưng nhìn dáng vẻ lý cẩm thành dường như còn chưa biết chân tướng của việc kia chỉ là trong đầu một khi xuất hiện ý nghĩ đó bất an trong lòng rất nhanh lớn lên lý diệu tổ nhìn lý cẩm thành trước mặt lại không dám ép buộc cậu nói giúp mình nữa ông nhanh đi tìm hà tông đồng hoặc hà trấn hiên đi nói không chừng bọn họ sẽ giúp ông nói xong câu này lý cẩm thành đã xoay người đi lý diệu tổ hồn bay phách lạc đi khỏi trường học đồng thời trong đầu của ông ta không ngừng hiện ra một ý nghĩ nhưng ông ta cũng không dám suy nghĩ xa hơn không đến mấy ngày sau lý diệu tổ phát hiện mình đã tính nhầm hà tông đồng không chịu thực hiện lời hứa của mình ngay từ đầu là tư khải lâm liên hệ với ông ta cho tới bây giờ chuyện này cũng là tư khải lâm nói với ông ta người nọ có tài khéo ăn nói đầu óc linh hoạt nói mấy câu là có thể đem ông ta biến thành xấu hổ không thôi hơn nữa thân phận địa vị của hà tông đồng rất cao lý diệu tổ dần dần cũng hiểu được mình đã không thể gửi gắm toàn bộ hy vọng trên người ông ấy sau đó ông ta lại nghĩ tới hà trấn hiên nghĩ đến thái độ ngày đó của anh đối với lý cẩm thành trong lòng của ông ta rất nhanh lại dấy lên một tia hy vọng mới đáng tiếc ông ta không biết số điện thoại riêng của hà trấn hiên bất đắc dĩ lý diệu tổ đành phải lấy hết dũng khí đến tập đoàn vinh thịnh tìm anh chỉ là lần này ông ta định sẵn sẽ thất vọng Ông ta không có hẹn trước bảo vệ ở cổng không cho phép ông ta đi vào, sau đó ông ta thẹn quá thành giận, gào lớn ta là cha vợ của Hà Trấn Hiên, bị bảo an cười cười mời ông ta đến sở cảnh sát. Không ngừng hy vọng rồi thất vọng, lại sắp đến hạn trả khoản vay ngân hàng, thời gian thì còn không đến 2 tuần, Lý Diệu Tổ nhìn qua giống như già đi 10 tuổi. Thằng nhóc khốn kiếp kia vốn là kẻ vong ân bội nghĩa mà cha nuôi dưỡng, lúc trước cha nên bỏ nó vào cô nhi viện mới đúng lý diệu tổ uống nhiều rượu bởi vì bi thương lại thêm nóng giận dâng lên nhìn qua bộ dáng ông ta giống như sắp khóc lên tuy rằng biết ông không phải cha ruột của mình nhưng mấy năm nay ông ta vẫn luôn đối với mình rất tốt hơn nữa lý gia tuấn cực kỳ hận lý cẩm thành cảm thấy là cậu đã đoạt đi hà trấn hiên vốn thuộc về mình bởi vậy rất nhanh hắn quyết định đứng cùng một mặt trận với lý diệu tổ cha còn lúc trước không phải đã nói với hai người đừng gả lý cẩm thành cho hà trấn hiên hai người nghĩ vì sao con lại nói nói như vậy còn không phải là con đã sớm nhìn thấu bản chất của anh ta ngoài mặt thì giả vờ ôn hòa hiền hậu thành thật nhưng bên trong kỳ thật so với bất cứ ai khác đều tinh danh hiện tại anh ta nhất định cảm thấy nhà của chúng ta sắp không trụ được lại sợ liên lụy đến bản thân cho nên mới vội vã vạch rõ ranh giới với chúng ta cũng không thử nghĩ xem là ai nuôi anh ta lớn lên quả thực không bằng heo chó gia tuấn Tống Uyển như tỏ ra mình là người có phẩm hạnh cao nhã, nghiêm khắc dạy bảo Lý Gia Tuấn. Gần đây, đã mấy tháng bà ta không được mua trang sức và quần áo mới như trước kia, bởi vậy quần áo mặc trên người làm cho bà ta cảm thấy có chút không thoải mái. Thấy Lý Gia Tuấn nhìn về phía mình, bà ta mới lộ ra một nụ cười từ ái nói, Gia Tuấn, tuy rằng cầm thành như vậy, nhưng con không được học theo nó. Uyển như, vì sao tính cách hai chúng ta như vậy, lại dạy dỗ ra súc sinh như Lý Cầm Thành. Lý Diệu Tổ nói đến bi thương, còn chảy ra vài giọt nước mắt. Tống Uyển Như cầm lấy bàn tay trên đầu gối của ông ta, "Diệu Tổ, người đang làm, trời đang nhìn, không phải không báo, mà là." Khi nói Tống Uyển Như chợt nhớ tới những chuyện mình đã từng làm, khủng hoảng dâng lên, "Bà ta nói không nên lời câu thoại kinh điển thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình. Bà ta kỳ thật đã chuẩn bị đường lui tốt nhất cho mình, Ngụy Luân Nguyệt không có con trai, Gia Tuấn cũng rất yêu Tú." đến lúc đó nếu lý diệu tổ thật sự phá sản thì bà ta cùng lắm là mang theo con trai của mình nhận tổ quy tông cũng nhân tiện trả thù sự khi dễ của vợ ngụy luân nguyệt năm đó đúng rồi uyển như gia tuấn hai người cùng lý cầm thành quan hệ không phải rất tốt sao không bằng hai người cầu xin nó đi nghĩ đến quyền thế cùng tài phú của hà gia mình có thể có được một chút lợi ích tống uyển như cũng không khỏi động lòng bất kể nói như thế nào Lý Diệu Tổ trên mọi khía cạnh đều tài giỏi hơn Ngụy Luân Nguyệt, dù mình và Lý Cẩm Thành không gần gũi nhưng mấy năm nay nó vẫn luôn rất hiếu thuận với mình. Hơn nữa, tính cách của Lý Cẩm Thành ôn hòa, rất dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác. Nghĩ như vậy, trong lòng Tống Uyển Như xuất hiện một chút kích động, nói, được, em lập tức gọi điện thoại cho nó. Hai phút trôi qua, Tống Uyển Như oán hận buông điện thoại di động của mình xuống, nói, nó không tiếp điện thoại của em. Để con thử xem đáng tiếc Lý Gia Tuấn điện thoại nhưng Lý Cẩm Thành vẫn không tiếp. Đồ vòng ơn, xúc sinh, Lý Gia Tuấn lửa giận so Tống Uyển như còn lớn hơn, cười lạnh một tiếng, hắn nói, nếu như vậy, đừng trách tao không khách khí. Gia Tuấn, đừng xúc động, hiện tại Lý Cẩm Thành đã một nửa là người của Hà Gia, hơn nữa con quên rồi sao? Hà Tông Đồng đã ở trước mặt nhiều người khẳng định địa vị của nó. Mẹ, con không ngờ mẹ lại ngốc như vậy, hơn nữa, cũng không thể để anh ta chiếm hết lợi ích, mà chúng ta lại ở chỗ này chịu khổ. Con muốn làm cái gì? Lý Gia Tuấn lộ ra nụ cười khinh miệt, nói tìm người chùm bao bố đánh anh ta một trận. Lúc đó con sẽ không lộ mặt, chỉ cần có kế hoạch chu đáo, anh ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lý Gia Tuấn biểu tình có vẻ có chút hung ác, Lý Diệu Tổ có chút lo lắng nhìn về phía hắn, nói quên đi, Gia Tuấn, chúng ta hiện giờ không thể đụng vào nó. Con nuốt không trôi cơn tức này, còn có cha nữa, con sẽ thay cha dạy dỗ tên súc sinh này. Tuy rằng đến cuối cùng, Lý Diệu Tổ và Tống Uyển như cũng không chịu đồng ý quyết định của Lý Gia Tuấn nhưng Lý Cẩm Thành đã thuận theo mình hơn 20 năm, xuất phát từ sự khinh thường Lý Gia Tuấn cũng không đem lời nói của bọn họ để trong lòng. Hà Tông Đồng vì Lý Cẩm Thành và Hà Trấn Hiên tự mình đi tìm căn hộ, tuy rằng trước khi đến đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng khi tới nơi đó, Lý Cẩm Thành rất nhanh sửng sờ tại chỗ. Đó là một biệt thự ở khu trung tâm, bốn tầng lầu, màu chủ đạo là màu trắng thuần khiết, lấy một dáng đứng cao ngạo ở giữa một khung cảnh cây cối xanh tươi rậm rạp. Trước cửa lớn biệt thự là một bể bơi hình tròn, bể bơi hòa hợp với biệt thự tạo thành một tổng thể hoàn mỹ. Bởi vì lầu 2 là một sân thượng hình tròn, lầu 3 là một ban công hình tròn, từ trên xuống dưới, giống như hình quạt mở rộng. Hà ra dường như có rất nhiều bất động sản, nghĩ đến sau khi vào mùa thu, người một nhà bọn họ sẽ vào sống tại khu nhà cấp cao ở lưng chừng núi Lý Cẩm Thành không khỏi lắc đầu. Trung quanh không có người, sau khi xuống xe, Hà Trấn Hiên vẫn luôn nắm tay cậu. Trên tay hai người đều đeo nhẫn, tuy rằng không có can đảm ở trước mặt mọi người cam ao, cũng không chịu được người khác đồn đãi nói nhảm, nhưng có thể dùng phương thức bí mật tuyên cáo quan hệ giữa bọn họ, mỗi lần nhớ tới trong lòng lý cẩm thành sẽ dâng lên một chút ngọt ngào hà trấn hiên sẽ vĩnh viễn không biết dáng vẻ của anh trong mắt cậu sau khi ánh sáng trói lóa như mặt trời biến mất phía trên bờ vai của anh luôn xuất hiện nhiều ánh lửa thật giống như hai cục đá lửa chạm vào nhau phát ra ánh sáng liên tiếp mặc dù chúng nó lặng yên không một tiếng động nhưng mỗi lần lý cẩm thành thấy đều ảo tưởng ra tiếng vang bùm bùm chỉ là chúng nó quá mức mỏng manh đối lập khí chất lạnh lùng và biểu tình vô cùng ít của hà trấn hiên lý cẩm thành cũng chỉ có thể dùng từ đáng yêu thẹn thùng để hình dung chúng nó ở trong lòng lý cẩm thành chúng nó giống như là có sinh mệnh nhìn ánh lửa trên vai hà trấn hiên lý cẩm thành rất nhanh lại nhớ đến làn khói đen cậu đã thấy ngoại trừ lý gia tuấn tống uyển như đêm đó khi ở bữa tiệc đính hôn của mình lý cẩm thành cũng nhìn thấy làn khói đen ở trên người của rất nhiều người sau khi cậu quan sát kỹ cậu phát hiện những người này đều cố ý tiếp cận hà trấn hiên nói như vậy bọn họ đều chán ghét mình mặc dù bọn họ đều biểu hiện vân đạm phong khinh nhưng trong nội tâm bọn họ chắc chắn đều nghĩ như vậy còn có lý diệu tổ ngày hôm đó đến tìm mình chung quanh ông ta tựa hồ cũng xuất hiện làn khói đen như vậy cẩm thành nghe thấy hà trấn hiên gọi mình lý cẩm thành lấy lại tinh thần cùng anh đi vào trong biệt thự trong biệt thự phong cách trang hoàng phần lớn giống như khu nhà cấp cao ở Vĩnh Nước Cạn của Hà Gia, nhưng chi tiết lại có rất nhiều chỗ bất đồng, tỉ như ra cụ nhiều hơn một chút, màu sắc cũng đậm hơn. Biệt thự diện tích rất lớn, từ cửa lớn đi đến cầu thang thông lầu 2 mất đúng 6 đến 7 phút, Lý Cẩm Thành đi theo bên cạnh Hà Trấn Hiên thưởng thức, một lát sau cậu mới nói anh trước kia vẫn luôn ở cùng với người nhà sao? Không sau khi trở về Hồng Kông anh vẫn luôn ở một mình lúc cuối tuần vẫn phải cùng ông nội và mọi người ăn cơm. Vậy anh dẫn em đến chỗ anh ở nhìn một chút được không? Căn hộ của Hà Trấn Hiên nằm ngay tại khu vực gần công ty, sau khi vào cửa liền thấy bậc thang, phía bên phải bậc thang là phòng khách, bên trái là phòng bếp. Phòng dùng sắc màu giám nắng làm chủ đạo thỉnh thoảng tô điểm thêm đen, hồng, xanh làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Chỉ là đầu tiên nhìn thấy Lý Cẩm Thành liền thích căn hộ này. Em muốn ở nơi này." Được, Lý Cẩm Thành quay đầu lại nhìn về phía Hà Trấn Hiên, cảm thấy cho dù mình nói cái gì anh cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Bên trái lầu 2 là phòng sách và phòng tập thể thao, bên phải là một phòng ngủ cho chủ cùng hai phòng cho khách, tuy rằng không biết những người khác có tới nơi này không, nhưng bên trong dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi. Lý Cẩm Thành chọn phòng ngủ gần phòng chủ, ở bên trong đi vài bước, cậu còn nói, "Em muốn ở trong này để một giá sách." phòng rất lớn nhưng chỉ có một chút đồ dùng cần thiết hà trấn hiên gật đầu nói anh sẽ cho người ta đến lắp đặt vậy cần bao lâu một tuần vậy chuẩn bị xong em sẽ dọn đến đây được sau đó cuộc sống cũng không có gì thay đổi lúc rảnh rỗi thì cùng hà trấn hiên ăn bữa cơm thỉnh thoảng đi xem một vài phim điện ảnh còn lại là chờ hà trấn hiên đem phòng ở chuẩn bị xong sau đó mình sẽ dọn đến một tuần thời gian gặp mặt kỳ thật cũng chỉ có hai lần nhận được điện thoại hà trấn hiên lý cẩm thành mới vừa xuống xe nghe anh hỏi mình ngày mai khi nào rảnh lý cẩm thành cười nói thầy tống ít khi có lòng tốt thấy chúng em ai nấy mặt đen như đáy nồi đồng ý buông tha chúng em một ngày vậy ngày mai gặp mặt được nhưng lần này phải mang theo tiêu tiêu sao vậy nghe trong giọng nói hà trấn hiên có ý cười lý cẩm thành bất đắc dĩ lắc đầu nói cô bé nói một tuần không được gặp chúng ta cảm thấy chúng ta đã quên cô bé Hiện giờ hai người ở bên ngoài hẹn hò, cũng không thể giống như lúc trước thường xuyên gặp cô bé, nghĩ đến Tiêu Tiêu bình thường rất gần gũi với Lý Cẩm Thành, Hà Trấn Hiên nói, vậy ngày mai chúng ta mang cô bé đi công viên chơi trò chơi được không? Được, cúp điện thoại, Lý Cẩm Thành mới đi ra tầng hầm để xe vắng lặng, chỉ là vừa đi được mấy bước, cậu đã bị một người không biết từ đâu xuất hiện đánh bất tỉnh. Trong nháy mắt sắp bất tỉnh, Lý Cẩm Thành khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, cậu nghĩ đã biết ai động thủ chương 12, em trai. Khi Lý Cẩm Thành tỉnh lại, sau gáy truyền đến một trận đau nhói, trên đỉnh đầu là trần nhà loang lỗ rơi xuống, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cậu nằm trên giường, hai tay bị trói ở đầu giường, trước mặt là bốn nam nhân trẻ tuổi thoạt nhìn như mới 20 tuổi, lúc này đang chơi trò chơi điện tử. Lý Cẩm Thành nhìn thoáng qua bốn phía cảm thấy nơi này là một phòng trọ giá rẻ. Trần, Trần Nghiêu, hắn tỉnh, Đầu ngu đã nói mày không được nói ra tên chúng ta. Người nói chuyện bị ba người khác vây quanh ở giữa, nam nhân tóc dài đá một cái vào tên mập mạp vừa mới nói chuyện. Hành động của hắn lại làm cho người khác mặc áo sơ mi màu đen không có tay, lộ ra hình xăm trên cánh tay phải nam nhân không cho là đúng, lại hút một điếu thuốc, hắn mới nói, sợ cái gì. Đợi cho chúng ta chụp được những thứ kia, chỉ sợ hắn đời này cũng không dám nói không với chúng ta. Lý Cẩm Thành ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ, nói lý gia tuấn bảo các ngươi làm cũng không biết có phải là lỗi giác của mình hay không vài người cảm thấy vẻ tươi cười trên mặt lý cầm thành có chút quỷ dị vui vẻ hài lòng làm cho người khác cảm thấy giống như đã đạt được điều mình mong muốn biến biến thái nói chuyện chính là kẻ mập mập lúc đầu nói cậu đã tỉnh lại cũng không biết là bởi vì hắn nhát gan hay là hắn vốn là người nói lắp khi nói chuyện cứ đứt quãng các cậu là ai cướp kẻ cặn bã Bắt tôi đến nơi đây, tiếp theo có phải chụp hình cảnh tôi bị các cậu cưỡng bức. Đủ thông minh a, à, nói chuyện chính là kẻ mặc áo sơ mi màu đen không có tay, hắn hút thuốc đi tới hung hăng tát Lý Cẩm Thành mấy cái, hắn mới nói, đừng quá kiêu ngạo. Miệng tràn ngập một vị dì sắt, Lý Cẩm Thành cười tỏ vẻ không sao cả, nói, tôi đã cho người báo cảnh sát. Nụ cười của cậu hiển nhiên kích thích kẻ vừa mới đánh cậu, từ trên cao nhìn xuống ở trên bụng Lý Cẩm Thành áp độc đạp mấy đá. Hắn mới nói, thằng khốn, lừa ai đó. Tao đã xem qua thông tin ghi chép trên di động của mày, hơn nữa, trước khi mày xuống xe bọn tao đã mai phục ở nơi đó, mày nghĩ rằng bọn tao không nghe thấy lời mày nói hay sao? Tôi không lừa các cậu. Nói xong câu này, Lý Cẩm Thành tươi cười càng thêm rạng rỡ nói, các cậu muốn cái gì? Tiền. Người nọ chỉ cười, nói, biết mày có tiền, hơn nữa có rất nhiều tiền, đáng tiếc tao hấn nhất chính là kẻ có tiền đừng nói chi là loại heo cho không bằng, xúc sinh vong ân phụ nghĩa như mày. Nói xong người nọ lại ngồi xổm xuống hung hăng tát cậu mấy bạt tay, Lý Cẩm Thành cảm thấy mặt mình đau đến chết lặng, nhưng bụng truyền đến đau đớn lại làm cho cậu vô cùng thanh tình, miễn cưỡng nở nụ cười một chút, cậu mới nói, Lý Gia Tuấn nói về tôi như thế nào. Hắn nói cái gì các cậu đều tin, sẽ không sợ hắn lừa các cậu. Chợt, thằng khốn, nói cũng nhiều quá ha. Thấy người nọ lại muốn động thủ, Trần Nghiêu là người nhẫn nhịn nhất trong bốn người ngăn hắn lại, nói, được rồi, đừng đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra, một lát chúng ta còn phải chụp được bộ dáng của hắn. Dừng một chút, hắn còn nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, mẹ hắn là một người bị bệnh thần kinh, đã sớm nhảy lầu chết. Người này không hổ là kẻ đứng đầu, thấy biểu tình trên mặt của Lý Cầm Thành dần trở nên lạnh lùng, bốn người cười càng vui vẻ. Trước trích cho hắn, sau đó để đầu hắn hướng về phía ống kính nói xong trần nghiêu ngẩng đầu nhìn trần nhà nói nơi này ánh sáng thật tốt muốn cưỡng bức cứ cưỡng bức trích thuốc làm gì lý cẩm thành có vẻ quá mức bình tĩnh kẻ đang chuẩn bị trích cho cậu tức giận đến cười nói mày không phải có vị hôn phu rất có tiền sao đợi cho hắn thấy bộ dáng dâm đãng của mày mày cảm thấy hắn có còn cần mày nữa hay không quả nhiên là lý gia tuấn nghĩ ra được cách một mũi tên bắn được hai con nhạn muốn hủy hoại cậu đồng thời phá hoại tình cảm của cậu và hà trấn hiên cảm giác trên cánh tay truyền đến một chút đau đớn lý cầm thành phối hợp đối với người nọ nở nụ cười một chút nói các cậu hẳn là không có cơ hội như vậy a à, vừa mới nhìn qua lạnh như băng không nghĩ tới cười rộ lên lại quyến rũ như vậy khi nói chuyện tay người nọ đã vuốt ve mặt của cậu sau đó bàn tay thay đổi phương hướng tiến vào trong cổ áo của cậu cảm giác thực ghê tởm nhưng không bao lâu ý thức của lý cẩm thành bắt đầu trở nên mơ hồ hoảng hốt nghe thấy thanh âm cửa bị mạnh mẽ đá văng lý cẩm thành đã hoàn toàn rơi vào trong ảo giác cậu mơ mơ màng màng nghĩ đây chắc chắn không phải đơn thuần là xuân dược thân thể nóng lên cậu nghe thấy có người nói chuyện với mình lập tức lại có người đem mình ôm vào trong ngực cậu mở to mắt nhưng cậu lại không thấy rõ trước mắt chỉ cảm thấy có một hình ảnh gì đó được ánh sáng bao trùm ánh sáng màu tím vặn vẹo biến mất, thay vào đó là màu trắng, sau đó xuất hiện một cậu bé, miệng cậu bé phun ra làn sương mù, dần dần sương mù biến thành một con rắn, con rắn lại hóa thành một vũng nước, trên mặt nước ầm ầm thoát ra một ít bọt khí. Trong thân thể lý cầm thành sen lẫn hai loại cảm giác, cực độ khoái cảm và cực độ khát vọng, cậu cảm giác thân thể của mình trôi nổi trên mặt nước, sau đó một mảnh ánh sáng chói mắt, cậu lại nghe được tiếng người ồn ào, chỉ là như từ xa sôi vọng lại làm cho cậu làm thế nào cũng nghe không rõ ràng lắm đến cuối cùng cậu chỉ nghe được có người không ngừng kêu tên của cậu cẩm thành cẩm thành thanh âm trầm thấp có từ tính mang theo khàn khàn cảm xúc lạnh như băng thanh âm nghe rất quen thuộc cũng làm cho người an tâm lý cẩm thành cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm cuối cùng cậu mất đi ý thức nhưng trong tiềm thức cậu cảm thấy mình đã được an toàn tựa như nằm trong một giấc mộng dài lúc tỉnh lại Lý Cầm Thành cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trên người cũng khó chịu vô cùng. Cậu muốn uống nước, đợi cho cậu nghiêng đầu thì nhìn thấy Hà Trấn Hiên đứng ở bên cửa sổ, bên ngoài sắc trời như gần sáng. Nghe Lý Cầm Thành kêu mình, Hà Trấn Hiên lấy lại tinh thần đi đến trước mặt cậu, nói tỉnh rồi sao? Miệng của cậu cong lên nụ cười yếu ớt, ánh mắt ôn hòa, giống như động tác anh vuốt tóc mình. Em muốn uống nước, xin lỗi, Lý Cẩm Thành uống xong gần hai ly nước, mới cảm giác mình tốt lên một ít, Hà Trấn Hiên kê cao gối đầu, làm cho cậu tựa vào, nói, đỡ hơn chưa? Vâng, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Lý Cẩm Thành nói, trời sáng mau quá. Không, sắp tối rồi, sau khi rửa ruột kết thúc em lại mê man một ngày. Xin lỗi, Hà Trấn Hiên lắc đầu, nói, em sớm biết rằng có người sẽ gây bất lợi cho em. Lý Cẩm Thành gật đầu, nói, bắt được mấy người hôm trước không? Bắt được tuy rằng không biểu hiện ra nhưng lý cẩm thành vẫn cảm giác được hà trấn hiên tức giận biết anh vì lo lắng cho mình lý cẩm thành nắm chặt tay anh một lần nữa giải thích với anh có biết ai lên kế hoạch chuyện này hay không lý gia tuấn thấy hà trấn hiên kinh ngạc nhìn mình lý cẩm thành nói tiếp hắn trước đây luôn không muốn em gả cho anh nói anh đang gạt em cuối cùng cũng sẽ vứt bỏ em nhưng em nhìn ra được ánh mắt hắn nhìn anh có tình ý anh không có ấn tượng gì với hắn cả điều này cũng không thể trách anh, đúng rồi, lúc nào thì anh nhận được tin tức. Sau khi quen em không lâu, anh nghe theo đề nghị của ông nội cho người đi theo em, thấy Lý Cẩm Thành vẫn không động tĩnh gì nhìn mình, Hà Trấn Hiên cảm thấy ngượng ngùng, nói, lúc trước anh thiếu chút nữa bị bắt cóc, cho nên, xin lỗi. Hà Trấn Hiên tuy rằng không nói rõ, nhưng Lý Cẩm Thành nghe hiểu ý trong lời nói của anh, nghĩ đến Hà gia quyền thế tài phú, thường những người có quan hệ dính ly ú với họ ít nhiều cũng đã gặp phải chuyện như vậy cho nên khi em bị bắt cóc anh sẽ biết được phải có điều khi lý cẩm thành bị dìu vào phòng trọ thì người của anh lại bị hai người tự xưng là nhân viên của văn phòng thám tử ngăn lại sau đó anh mới biết được lý cẩm thành dường như đã sớm dự liệu có người sẽ gây bất lợi cho cậu hơn nữa hai người kia đã dựa theo chỉ thị của cậu mà báo cảnh sát mục đích là làm cho kẻ giấu mặt xuất hiện bởi vậy sau khi Hà Trấn Hiên tới nơi đó, anh cũng chỉ có thể chờ cảnh sát đi vào cứu Lý Cẩm Thành. Ôm em đi bệnh viện là anh. Phải, Lý Cẩm Thành tươi cười chân thành nhìn về phía anh, nói cảm ơn. Không cần, chỉ là em làm như vậy quá nguy hiểm. Bọn họ trích cho em thuốc chứa rất nhiều thành phần. Nếu không phải em đúng lúc được đưa đến bệnh viện, nói không chừng em sẽ vì thế mà chết. Em không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế, nhưng dù như thế nào, em hy vọng hắn sẽ bị trừng phạt xứng đáng. Em không cần phải làm như vậy, anh có thể giúp em mà. Không, chuyện này không giống. Nói xong Lý Cẩm Thành cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm của hai người không tiếp tục nói nữa. Từ ngày quen biết đến nay, Lý Cẩm Thành là một trong số ít những người làm cho Hà Trấn Hiên nhìn không thấu nhất. Tuy rằng thoạt nhìn nhẹ nhàng như mây gió, nhưng lại giống như hiểu rõ tất cả. Thỉnh thoảng, biểu tình trên mặt cậu sẽ có vẻ rất thâm trầm đó là một loại bình tĩnh không giống như người bình thường nhớ đến tư liệu mình nhìn thấy lúc trước hà trấn hiên nhìn về phía cậu nói bọn họ vẫn luôn đối xử với em như vậy sao phải à bằng không em làm sao có thể biết trước dự liệu được hắn sẽ đối với em làm chuyện như vậy hắn là em trai của em em đối với hắn như anh em nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy đối với một người mà nói trên thế giới quan trọng nhất kỳ thật cũng chỉ có mấy thứ tình thân Tình yêu, tình bạn, sự nghiệp, mà ở trong lòng đa số người, tình thân lại được bọn họ đặt lên vị trí hàng đầu. Hà Trấn Hiên biết người nhà Lý Cẩm Thành đối xử với cậu không tốt, nhưng cụ thể chi tiết anh không thể nào biết được, nghĩ cậu sống trong hoàn cảnh như vậy hai mươi mấy năm, Hà Trấn Hiên ngay cả lời an ủi cũng nói không nên lời. "Kế tiếp, em muốn anh làm cái gì, mặc kệ ai cầu xin, em nhất định phải làm cho Lý Gia Tuấn ngồi tù." Chương 13: Tin được bất quá cẩm thành, về sau có việc anh và em cùng nhau chia sẻ. Hà Trấn Hiên nắm chặt tay Lý Cẩm Thành, anh còn nói anh là vị hôn phu của em. Về sau cũng sẽ là chồng của mình, nhưng những lời này Lý Cẩm Thành cũng không nói ra, cậu chỉ nhìn Hà Trấn Hiên cười. Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm Lý Diệu Tổ và Tống Uyển Như đã bị một trận ồn ào ngoài cửa truyền đến đánh thức. Công ty nhựa trong nhà đã sắp thông cáo phá sản, nghĩ đến tâm huyết nhiều năm của mình trôi theo dòng nước, tất cả chỉ còn con số không, mấy ngày nay Lý Diệu Tổ vẫn luôn mượn rượu giải sầu. Say rượu làm cho tinh thần ông ta uể oải, nghĩ đến trong nhà có người giúp việc, ông ta cũng không rời giường. Nhưng không bao lâu, người giúp việc cũng phải sa thải, nghĩ như vậy, ông ta không khỏi thở dài một hơi. Nghe Lý Diệu Tổ thở dài, Tống Uyển như càng thêm tức giận. Tối hôm qua bà ta luôn nghĩ phải lấy cớ gì để ly hôn với Lý Diệu Tổ, nên thời gian ngủ quá ngắn bà ta cũng nằm ở trên giường không nhúc nhích. Chỉ là không quá 2 phút, cửa phòng ngủ bị người giúp việc ở bên ngoài gõ ầm ĩ. "Chuyện gì?" Lý Diệu Tổ giống lên một câu, lập tức buồn bực kéo cao chăn. "Ông chủ ơi, cảnh, cảnh sát, bọn họ nói cậu hai phạm pháp, phải bắt cậu ấy ngồi tù." Trong nhà vài người giúp việc đã có tuổi, có lẽ là rất khẩn trương nên lời nói đứt quãng, trong giọng nói cũng tràn ngập hoảng sợ. Nhưng rất nhanh Lý Diệu Tổ cùng Tống Uyển Như giống như bị điện giật từ trên giường bật lên. "Cha, mẹ, cứu con." Biểu tình Lý Gia Tuấn bị còng hai tay và người hầu giống nhau, Tống Uyển Như đầu óc trống rỗng, đem cánh tay Lý Gia Tuấn đang thất kinh nắm chặt. Bà ta nhìn cảnh sát, sắc mặt trắng bệch nói, "Con trai của tôi làm cái gì? Các anh sao có thể không phân tốt xấu mà còng nó?" Tống Uyển Như mặc váy ngủ làm cho người khác có cảm giác như điên cuồng toàn thân cũng bắt đầu có chút run rẩy. Tuy rằng thoạt nhìn có chút đáng thương, đáng tiếc nhân phẩm của Lý Gia Tuấn qua mức áp độc, nghĩ tới mẹ nào con nấy vị cảnh sát nhìn bà ta một cái, mang lệnh bắt ra nói, chúng tôi nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực, cũng sẽ không bắt người lung tung. Nói xong anh ta nhìn về phía vài vị cảnh sát bên cạnh, nói, mang đi. Không, cầu các anh, nói cho tôi biết, con trai của tôi đến tột cùng làm sai cái gì. Tống Uyển như than thờ khóc lóc, lúc sau có một cảnh sát tuổi trẻ thấy bà ta quá mức đáng thương đã đem chuyện lý gia tuấn làm sơ lược nói với bà ta anh ta là chủ mưu có thể sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng hơn mấy người kia nghĩ tới thái độ hiện nay của lý cầm thành đối với bọn họ quyền thế cùng với tài phú của hà gia cảnh sát trẻ tuổi kia mới vừa đi tống uyển như liền thét chói tai bất tỉnh ngã vào trong lòng lý diệu tổ lý diệu tổ lúc này còn chưa lấy lại tinh thần ông ta chỉ nhớ rõ lời nói vừa rồi của anh cảnh sát kia. Bởi vì ghen tị, Lý Gia Tuấn cho người bắt cóc anh trai của hắn Lý Cẩm Thành, đồng thời lên kế hoạch để vài người chụp hình Lý Cẩm Thành gửi đến cho vị hôn phu của cậu. Về phần mấy người bắt cóc Lý Cẩm Thành, có một người tên là Trần Nhiêu cùng người nhà ở thâm thủy bộ mở một phòng trọ giá rẻ. Lý Gia Tuấn sở dĩ cùng hắn ta quen biết là bởi vì hắn thường mang người tình đồng tính đi vào trong đó mướn phòng một người khác tên là Lương Quốc Bân ở Vượng Giác có một tiệm sách thuộc về mình, hai tên còn lại đều từng ngồi tù, gia nhập xã hội đen hiện giờ làm việc ở một tiệm rửa xe. Bốn người đều đã nhận tội, Lý Gia Tuấn ngoại trừ trước hai ngày sự việc xảy ra chuyển vào tài khoản của Trần Nhiêu 300 ngàn, Trần Nhiêu lại lấy ra rất nhiều video hắn cùng những người đồng tính thân thiết, chứng minh hắn thật sự là đồng tính luyến ái. Lý Diệu Tổ không thể tin được đứa con trai mà mình vẫn luôn tự hào lại là đồng tính luyến ái, không những vậy, Hắn còn muốn làm cho anh trai cùng cha khác mẹ của mình sống không bằng chết. Đến giờ phút này Lý Diệu Tổ mới ý thức được mình là một người cha thất bại, thậm chí ngay cả làm người cũng thất bại. "Ông chủ, ông chủ." Lý Diệu Tổ ngơ ngác ngẩng đầu, người giúp việc có chút sợ hãi nhìn ông ta, nói, "Có mời bác sĩ khám cho bà chủ không?" "Làm đi." Ôm Tống Uyển như vào phòng ngủ, Lý Diệu Tổ ngơ ngác nhìn bà ta, chỉ cảm thấy mình thật sự sẽ nhanh chóng mất đi hết tất cả. Bác sĩ còn chưa đến Tống Uyển như đã tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt tiểu tụy Lý Diệu Tổ, bà ta nhanh chóng đứng dậy nắm lấy cánh tay ông ta nói, Diệu Tổ, xin ông nhanh đi cầu xin Lý Cẩm Thành, xin nó buông tha Gia Tuấn, Gia Tuấn ưu tú như thế nếu ngồi tù cuộc đời này coi như hết. Nói xong câu này, Tống Uyển như thất thanh khóc sống. Tiếng khóc của Tống Uyển như làm cho Lý Diệu Tổ đã thống khổ lại thêm buồn bực, ông ta không biết này gia đình này vì sao biến thành thế này, Lý Cẩm Thành không thích nói chuyện nhưng từ nhỏ đã đối xử rất tốt với Lý Gia Tuấn, thậm chí tổ chức sinh nhật cho Gia Tuấn trong nhà hàng năm sao nó cũng không oán trách nửa câu, nhưng Gia Tuấn lại nghĩ ra cách khác độc như vậy hãm hại nó. Cho đến giờ phút này, Lý Diệu Tổ mới ý thức được mấy năm nay mình đã làm cho Lý Cầm Thành thua thiệt. Cho nên, cũng khó trách nó sau lễ đính hôn khẩn cấp muốn rời khỏi nhà, lấy thái độ như vậy đối diện với mình. Diệu Tổ, Lý Diệu Tổ, ông có nghe tôi nói gì không a? À? Gia Tuấn là là con trai của ông đó. Cẩm Thành cũng là con trai của tôi mà. Ông có ý gì? Bà để tôi nghĩ lại. Lý Diệu Tổ, không để ý tiếng thét chói tai của Tống Uyển Như, Lý Diệu Tổ mang vẻ mặt chết lặng đi vào phòng sách của mình. Ở mức độ nào đó, Tống Uyển Như hết sức hung hăn cũng có rất nhiều tâm kế, nhưng Hà Gia có tài phú cùng với quyền thế trước mặt, bà ta trở nên bó tay không có biện pháp. Đầu tiên bà ta tìm không được Lý Cẩm Thành, không tiếp xúc được bất cứ người nào của Hà gia, mà ngay cả cổng lớn của tập đoàn Vinh Thịnh, bà ta còn không thể vào được. Ngoài ra, bà ta cũng không tìm được một luật sư biện hộ cho Lý Gia Tuấn, cũng không thể nộp tiền bảo lãnh để đưa hắn ra. Bất đắc dĩ, bà ta đành phải tìm Ngụy Luân Nguyệt, đáng tiếc Ngụy Luân Nguyệt hai ngày trước thì vỗ ngực cam đoan mình nhất định sẽ cứu được con trai, đến hôm nay ông ta chỉ tiếp điện thoại của bà ta, uyển như bà cũng biết công ty trang trí của tôi cùng với tập đoàn vinh thịnh là quan hệ hợp tác lần này là gia tuấn đắc tội sai người rồi ông là cha ruột của gia tuấn đó ông sao lại có thể không quan tâm đến nó vậy tôi cũng không thể vì nó mà tự mình liều mạng ngụy luân nguyệt ông là đồ lòng lang giả sói lúc trước tôi không nên cho gia tuấn gọi ông là cha ông không xứng tôi không xứng thì lý diệu tổ xứng ha bà đã khinh thường tôi như vậy vậy bà kêu lý diệu tổ cứu con trai bà thì tốt rồi tống uyển như còn muốn nói nữa nhưng ngụy luân nguyệt đã cúp điện thoại một lúc sau tống uyển như lại gọi điện thoại cho ông ta nhưng ông ta đã tắt điện thoại lòng lang dạ sói heo chó không bằng sau khi mắng xong tống uyển như lần thứ hai đau thương khóc thành tiếng trong thời gian ba ngày ngắn ngủi bà ta đã bị ép vào hoàn cảnh tuyệt vọng chỉ là vừa nghĩ tới lý gia tuấn nghĩ đến hắn có thể sẽ ở trong phòng giam chịu khổ tống uyển như đành phải buộc mình phải kiên cường đó là bảo vật quý giá nhất trong cuộc đời này của bà ta cho dù lấy tính mạng thế vào bà ta cũng không thể làm cho gia tuấn chịu một chút khổ diệu tổ gia tuấn chỉ là còn trẻ không hiểu chuyện cách của nó tuy cực đoan một chút nhưng cẩm thành cũng không có việc gì tôi xin ông ông đi cầu xin lý cẩm thành nói như thế nào ông cũng là cha nó ông dùng lời khuyên bảo nó nó chắc chắn đồng ý cho Gia Tuấn một cơ hội để làm lại cuộc đời. Trong phòng sách, Lý Diệu Tổ vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Uyển như trước mặt, chỉ cảm thấy mới vài ngày ngắn ngủi bà ta đã tiểu tụy, đau thương nhìn già đi rất nhiều. Từ khi hai người quen biết đến nay đã hơn 30 năm, nhớ bà ta lúc còn trẻ tinh thần dáng vẻ phấn chấn, Lý Diệu Tổ cảm thấy trong lòng chua xót. Nhìn ra sự thương hại trong ánh mắt của ông ta, Tống Uyển như lập tức bắt lấy cánh tay ông vừa khóc vừa nói, xin ông, Diệu Tổ, tôi chỉ có nó là con trai duy nhất. Nếu nó thực sự xảy ra chuyện gì, tôi, tôi cũng không sống nổi. Uyển Như, bà bình tĩnh một chút. Ngày mai tôi sẽ đi tìm Cầm Thành. Cảm ơn, cảm ơn Diệu Tổ. Tôi hiện tại thật sự cũng chỉ còn biết dựa vào ông. Nói xong câu này, Tống Uyển Như ôm ông ta khóc lớn. Dù sao cũng là người phụ nữ mà mình yêu nhiều năm, cảm giác được trên vai ẩm ướt, Lý Diệu Tổ cũng không khỏi nước mắt giàn rủa. Đêm nay uống qua thuốc ngủ, Tống Uyển như rốt cục có thể đi vào giấc ngủ, Lý Diệu Tổ bởi vì uống lâu năm hơn nữa ông ta có nhiều tâm sự, bởi vậy lúc nửa đêm ông ta đành phải rời giường đến phòng khách hút thuốc. Trong nhà phần lớn người giúp việc đã bị ông ta sa thải, hiện giờ chỉ còn Ngụy Xuân Phương là bảo mẫu của Lý Cầm Thành, nghĩ đến chị và Lý Cầm Thành có quan hệ tốt, Lý Diệu Tổ cảm thấy nói không chừng có thể tìm chị nói giúp cho Gia Tuấn. Ngày mai cho dù ở trước mặt Ngụy Xuân Phương khóc giống ông ta cũng chấp nhận nói như thế nào Gia Tuấn cũng là con trai của ông. Đang chuẩn bị dập tắt màu thuốc lá trong tay, Lý Diệu Tổ thấy trên bàn đặt một phong thư không biết là ai viết cho mình. Ông ta có chút buồn bực mở lá thư ra, đến khi ông ta đọc xong bức thư, ông biết được cái gì gọi là xét đánh ngang tai. Chương 14, người không thèm để ý, đó là một bản giám định ADN của ông ta và Lý Gia Tuấn, kết quả thể hiện hai người không có quan hệ huyết thống. Lý Diệu Tổ hai tay run rẩy xem lại báo cáo giám định, cho đến khi ông ta thấy nội dung của một lá thư khác ông ta kinh ngạc không dám tin cuối cùng biến thành phẫn nộ. Thì ra Lý Gia Tuấn vốn không phải con trai ruột của mình, mà là con hoang của Tống Uyển như cùng một người đàn ông tên là Ngụy Luân Nguyệt. Chính mình lại bị bà ta lừa nhiều năm như vậy, còn luôn đem đứa con hoang đó như báu vật mà nâng niu trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đủ loại phát sinh đã qua, Mấy năm nay mình để Lý Cẩm Thành thua thiệt Lý Diệu Tổ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đến bình minh. Diệu Tổ, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của ông như thế nào khó coi như vậy? Trong mắt Tống Uyển như lộ ra lo lắng, Lý Diệu Tổ nhìn bà ta chỉ cảm thấy bản báo cáo giám định ADN nói không chừng là giả. Đầu tiên lai lịch nó quá kỳ quái, thứ hai tư liệu quá mức tường tận, thật giống như từng có người cố ý điều tra chuyện này. Đó là cái gì? thầy tống uyển như chuẩn bị đi tới lý diệu tổ vội vàng đem vài thứ kia nhét vào trong túi mình túi nói danh sách kết toán của ngân hàng còn lại nhiều hay ít thiếu hơn 3 triệu nhà này nói xong ông ta vô hạn nhớ nhung ngẩng đầu mắt nhìn bốn phía nói nói không chừng cũng sẽ bị ngân hàng lấy đi nhà ruột gặp đêm mưa tống uyển như có chút không dám tin trợn to hai mắt của mình nói chúng ta đến lúc đó phải làm sao bây giờ không biết Tới đó thì tìm cách đi." Nói xong câu này, Lý Diệu Tổ rửa mặt rồi ra ngoài. Tống Uyển Như cho là ông ta đi tìm Lý Cầm Thành nói giúp, ăn lung tung một chút bà ta bắt đầu ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại cho những bà bạn mà bà ta quen biết, nghĩ là mấy người đó sẽ đến giúp mình. Bà ta từng cùng những người này ăn cơm, uống trà chiều cũng tặng không ít lễ vật sang quý, nhưng đến hôm nay những người này hoặc là không tiếp điện thoại, hoặc là thay đổi số điện thoại di động của mình. Mấy năm trước, lúc vợ của Ngụy Luân Nguyệt đuổi bà ra khỏi nhà thì cảnh ngộ của Tống Uyển như cũng giống như lúc này, nhưng cuối cùng bà ta vẫn thành công gả cho Lý Diệu Tổ không biết ưu tú hơn Ngụy Luân Nguyệt bao nhiêu lần. Nghĩ đến sau đó những người này có biểu tình kinh ngạc, ghen tị, Tống Uyển như mới có chút cảm giác thư thái, sau đó bà ta lại gọi điện thoại cho chị dâu của mình. Tống Uyển như xuất thân từ nông thôn, hiện giờ cả một nhà anh trai bà ta vẫn ở đó như trước, Tuy rằng bà ta cảm thấy chị dâu của mình thô tục không chịu nổi, nhưng chỉ có lợi ích là thứ duy nhất mà bà ta quan tâm lúc này. Trong đầu bà ta chợt lóe lên ánh sáng bà ta vẫn có thể nghĩ biện pháp tốt nhất cho mình. Bà ta nghĩ Lý Cẩm Thành là người có ăn học, sĩ diện, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đi tìm hiệu trường trường của cậu, làm cho cậu cả đời đều không thể ngẩng cao đầu ở trước mặt đồng nghiệp của mình. Để người ta ghê tởm đồng tính luyên ái nhưng vừa nghĩ tới con trai mình cũng như vậy, tống uyển như cảm giác được một trận đau lòng chưa từng có đợi cho gia tuấn được thả ra mình nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của nó tống uyển như nghĩ ra biện pháp còn ác hơn chị dâu của bà ta bà ta ở trên tờ giấy trắng viết xuống cái mà bà ta gọi là chứng cứ phạm tội của lý cẩm thành tiếp theo lại mang theo tờ giấy đó tới trường mà lý cẩm thành hiện giờ đang dạy học đáng tiếc bà ta mới vừa đến cửa trường học còn chưa kịp đem tờ giấy kia mở ra lại không biết vì sao xuất hiện hai người đến đưa bà ta vào trụ sở cảnh sát. Lý do là bà ta quấy rối trật tự công cộng, hơn nữa còn có đầy đủ nhân chứng vật chứng. Mặc kệ Tống Uyển Như khóc lóc lăn lộn thế nào, cuối cùng bà ta không chỉ đóng hóa đơn phạt, còn bị giam 7 ngày. Tống Uyển Như không có cách nào trước khi bị cảnh sát giám sát, bà ta đành phải gọi điện thoại cho Lý Diệu Tổ, nhưng Lý Diệu Tổ không biết đã xảy ra chuyện gì điện thoại di động của ông ta luôn trong tình trạng tắt máy. Tống Uyển như trong lòng không yên, cũng không có tâm tình gọi điện thoại cho người khác. Bảy ngày sau, Tống Uyển như ra khỏi trại tạm giam, khi bà ta trở về nhà, phát hiện nơi đó không có bóng dáng của Lý Diệu Tổ, trong lòng bà ta càng lúc càng bất an. Tủ quần áo chung của hai người chống một nửa, giấy tờ tùy thân của Lý Diệu Tổ sổ tiết kiệm trong nhà đã không cánh mà bay. Tống Uyển như tay chân như nhũn ra ngã ngồi ở trên giường, nghĩ Lý Diệu Tổ không chỉ có bỏ rơi mình hơn nữa còn không để lại bất cứ thứ gì. Bà ta không biết ngồi ở đó bao lâu, sau lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động, bà ta truyền từ buồn sang vui, một bên gọi to rượu tổ, một bên lao ra khỏi phòng ngủ. Đang ở trong phòng khách là ngụy Xuân Phương, đại khái không nghĩ tới bà ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sừng sốt một chút, chị mới nhăn nhó gọi một tiếng bà chủ. Ông chủ đâu, ông chủ đã đi đâu, ông chủ đi rồi, có chút khó chịu dẫy khỏi hai tay của Tống Uyển Như, Ngụy Xuân Phương còn nói, nhân viên ngân hàng ngày mai sẽ đến tịch thu tài sản. Ông chủ đã đi đâu? Không biết, ông chủ không nói. Nói xong Ngụy Xuân Phương đem lá thư cô định đặt lên bàn giao cho Tống Uyển Như, nói, đây là ông chủ nhờ tôi giao đưa cho bà. Mấy ngày trước cô cũng đã rời khỏi nơi này, hôm nay tới là theo căn dặn của Lý Diệu Tổ đem phong thư này giao cho Tống Uyển Như. Nhìn Tống Uyển Như gần như điên cuồng, Ngụy Xuân Phương không tiếng động thở dài, sau đó rất nhanh rời đi khỏi nơi mà cô đã từng có rất nhiều kỷ niệm. Tống Uyển như vốn tưởng rằng đây là thư Lý Diệu Tổ viết cho bà ta, trong tưởng tượng của bà ta Lý Diệu Tổ đã vì bọn họ nghĩ đường lui rất tốt, việc gì cũng không cần mình quá mức quan tâm, nhưng đến khi bà ta mở ra lá thư bà ta mới biết được tất cả chẳng qua là vọng tưởng của bà ta. Trong thư chỉ là một bản báo cáo giám định ADN và một phần tư liệu, tư liệu miêu tả tường tận quan hệ mấy năm nay giữa bà ta và ngụy luân nguyệt lý cẩm thành tao nhất định phải làm cho mày không được chết tử tế tôn uyển như xé nát phong thư trong mắt cũng rất nhanh hiện ra điên cuồng thu được tin tức lý diệu tổ rời đi hồng kông thì lý cẩm thành đang chờ hà trấn hiên đón cậu xuất viện cậu bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng vì hà trấn hiên kiên trì cậu vẫn phải ở bệnh viện ngốc khoảng một tuần ở trong lòng lý cẩm thành hà trấn hiên luôn giống như từ trên cao nhìn xuống chúng sinh nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc này cậu chỉ cảm thấy người này tính cách có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung tuy rằng không thích nói chuyện nhưng anh lại luôn yên lặng vì người khác làm tốt tất cả lý cẩm thành đột nhiên phát hiện thay mình rót nước cũng tốt giúp đỡ mình đi vệ sinh cũng thế chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho mình tất cả đều rơi trên vai của hà trấn hiên hơn nữa lúc làm việc này anh luôn có biểu tình đương nhiên tựa hồ đã sớm nhận định mình là người yêu hoặc là bạn đời của anh biết lý cẩm thành bị thương hà tông đồng có đến bệnh viện thăm cậu một lần những người khác trong hà gia cũng lần lượt đến vài người thái độ không giống nhau nhưng có thể là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi chú ba và thím ba của hà trấn hiên lần này đối với cậu thân mật rất nhiều ngoại trừ những người đó vẫn luôn lo lắng cho lý cẩm thành nên châu tuấn khải cũng từng mang theo bạn gái của mình đến bệnh viện thăm cậu Phát hiện Lý Cầm Thành nằm ở phòng bệnh sang trọng, Châu Tuấn Khải đầu tiên là sưởng sốt một chút sau đó lộ ra một biểu tình khinh thường mà nói, lúc trước để cậu theo tôi đi chơi bóng rổ cậu cũng không chịu, hiện giờ tốt lắm thế nhưng bị vài tiểu lưu manh rượt tiền đánh tới nhập viện. Đây là lý do Lý Cầm Thành xin phép với giáo sư, cũng là lý do Hà Trấn Hiên thoái thác đối với người nhà của mình. Thấy Lý Cầm Thành chỉ cười, Châu Tuấn Khải có vẻ càng thêm không kiên nhẫn, ai một tiếng. Mới có chút không được tự nhiên nói, đến cùng có nghiêm trọng không? Vết thương trên người Lý Cẩm Thành do cậu chọc giận mấy người đó mà có, nghe được Châu Tuấn Khải hỏi như vậy cậu lắc đầu nói, không nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da. Như vậy thì tốt quá, nhưng mà Lý Cẩm Thành cậu không thể như vậy nữa. Thấy Lý Cẩm Thành ngẩng đầu, Châu Tuấn Khải lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sau khi xuất viện tôi cùng cậu đi học Taekwondo, nếu không học thái cực quyền cũng được, cậu nhìn cậu đi giống y như gà bệnh. Cậu có biết không lúc tôi lần đầu tiên thấy cậu đã cho rằng chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay cậu. Quan tâm sẽ bị loạn, thấy anh ta nói mãi không ngừng bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn của anh ta vẫn đứng ở bên cạnh không nói lời nào chỉ vỗ nhẹ một chút lên vai làm Châu Tuấn Khải đột nhiên im bặt, sau đó lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Nghe nói hai người là bạn học hồi trung học, lúc đi học cũng đã để ý nhau, đoạn thời gian trước nhờ một buổi họp mặt bạn bè nên vô tình gặp nhau sau đó y như sao hòa đụng địa cầu không thể ngăn cản lý cẩm thành thực sự rất thích người bạn gái này của châu tuấn khải cũng cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi trên thế giới này kỳ thật có rất nhiều chuyện thú vị cũng có rất nhiều người thật lòng quan tâm đến mình còn những người chưa từng để mình ở trong lòng lý cẩm thành cảm thấy không cần để ý tới xóa tin nhắn trong di động do nhân viên của công ty thám tử nhắn cho cậu lý cẩm thành chuyên tâm xem video diễn tấu của tiếu lương ngọc trên ipad cậu nghĩ trong cuộc đời của lý diệu tổ người mà ông ta yêu nhất hẳn là bản thân ông ta nếu nói là tôn nghiêm thì đó là thứ ông ta vứt bỏ đầu tiên để đổi lấy giàu sang đối với người vợ tào khang vô tư mà kính dâng cho ông ta sau đó gặp khó khăn vì bản thân ông ta lần thứ hai vứt bỏ người mà ông ta cho là tình yêu đích thực của mình một người như ông ta sống trên đời này đến tột cùng là có ý nghĩa gì khi Hà Trấn Hiên đẩy cửa phòng bệnh ra thì Lý Cẩm Thành đang ngồi trên giường bệnh nhìn chằm chằm iPad đến ngẩn người. Trên mặt cậu biểu tình hơi có vẻ thâm trầm, trên người cũng tản ra một loại hơi thờ tịch liêu. Đại khái là bởi vì cậu bình thường biểu hiện quá mức bình tĩnh, dáng vẻ này của Lý Cẩm Thành ngược lại làm cho người ta có chút bất an. Lạng yên không một tiếng động đi qua Hà Trấn Hiên nhẹ nhàng chạm vào cổ lộ ra ngoài của Lý Cẩm Thành thấp giọng nói, xem cái gì. Video diễn tấu của Tiếu Lương Ngọc. Lý Cẩm Thành rất thích Tiếu Lương Ngọc, một mặt là bởi vì anh ta tài hoa xuất chúng, mặt khác là bởi vì tuổi anh ta còn rất trẻ mà. Am hiểu cả nhạc đang lưu hành và nhạc cổ điển thuần túy, năm nay mới 28 tuổi, đã là nghệ sĩ diễn tấu nổi danh trong giới violon trên thế giới. Tin tức mấy ngày nay đều là về chuyện anh ta sắp đến Hồng Kông tổ chức buổi độc tấu của mình, Lý Cẩm Thành cảm thấy đây là cơ hội khó có được lần này cậu nhất định phải đến nghe Tiếu Lương Ngọc diễn tấu thấy cậu đưa cao iPad trong tay mình, Hà Trấn Hiên tùy ý nhìn thoáng qua lập tức thu hồi tầm mắt của mình, nói đi thôi, chúng ta về nhà. Đã là tháng 11, không khí nóng bức và toàn bộ cảm giác dính dấp không thoải mái trên người làm cho người ta mệt mỏi đã biến mất. Hà Trấn Hiên nhìn xe qua lại trước mặt nói, Cẩm Thành, cha của em đã rời khỏi Hồng Kông bay đi Brazil, dừng một chút, anh còn nói có cần trợ giúp ông ấy một chút hay không? Không cần nhìn cảnh phố phường ngoài cửa sổ xe dần dần lướt qua, Lý Cẩm Thành ngữ khí lãnh đạm nói, nếu có thể, em hy vọng ông ta có thể thảm hại hơn nữa. chương 15, hứa hẹn, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hà Trấn Hiên, Lý Cẩm Thành quay đầu lại nhìn về phía anh, không nghĩ ra vì sao em lại hận ông ta như vậy phải không? Có một chút, năm đó mẹ em vì ông ta cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, ông ta lại lấy tiền riêng của mẹ ta làm giàu, nhưng sau đó lại nói tới đây trong giọng nói lý cẩm thành có chút nghẹn ngào từ lâu cậu đã không còn để trong lòng nữa nhưng khi cậu đem chuyện này chân chính nói ra miệng cậu mới phát hiện vẫn khổ sở như trước giống như có người cầm kim đâm thẳng vào trái tim cậu nơi đó đã máu tươi đầm đìa nhưng so với phẫn nộ cậu càng hận mình bất lực bởi vì dù cậu có cố gắng như thế nào mẹ cậu cũng đã mất nhìn ngoài cửa sổ để bình phục tâm tình của mình lý cẩm thành mới nói sau đó ông ta ở bên ngoài có vợ bé cùng Tống Uyển như đem mẹ em bước điên, biết rất rõ ràng tinh thần của mẹ em không bình thường, nhưng vẫn đưa bà đến bệnh viện bình thường, không bao lâu, mẹ em liền từ cửa sổ phòng bệnh nhảy xuống. Hà Trấn Hiên biết mẹ Lý Cẩm Thành chết như thế nào, nhưng anh không nghĩ tới chân tướng lại tàn khốc như vậy. Nghĩ đến biểu tình ngẫu nhiên xuất hiện trên mặt Lý Cẩm Thành mà anh không tài nào hiểu được, giờ khắc này anh đã hiểu được nguyên nhân. Giọng nói của Lý Cẩm Thành bắt đầu nghẹn ngào cho đến khi cậu nói xong những lời này cậu vẫn không quay đầu lại hà trấn hiên không biết cậu có phải đang khóc hay không nhưng anh biết được lúc này lý cẩm thành nhất định rất khó chịu anh cũng không biết mình nên an ủi lý cẩm thành thế nào qua một hồi lâu anh mới cầm tay lý cẩm thành đặt trên đầu gối nói khi nào thì em biết đến chuyện này ba tháng trước làm sao mà biết được ánh mắt của người khác lời nói của bọn họ cha một chút là có thể biết nhớ đến những thám tử tư lúc trước ngăn anh ở phòng trọ kia Hà Trấn Hiên đoán cậu rất sớm trước đó đã bắt đầu tra chuyện này. Anh có chút kinh ngạc về sự nhẫn nại của Lý Cẩm Thành, nhưng nghĩ tới tính cách của cậu như vậy là do hoàn cảnh tạo thành, anh càng dùng sức cầm lấy tay của Lý Cẩm Thành, nhẹ giọng nói, anh về sau nhất định không cho để cho em chịu thêm ủy khuất nữa. Lời nói của anh giống như là hứa hẹn, Lý Cẩm Thành nhìn ngoài cửa sổ lên tiếng trả lời, em biết. Đại khái là bởi vì hung hăng phát tiết một hồi, sau khi về đến nhà Lý Cầm Thành nhức đầu buồn ngủ, sau đó khi cậu tỉnh dậy ra khỏi phòng mới nhớ tới nơi này là căn hộ của Hà Trấn Hiên. Hà Trấn Hiên lúc này đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tin tức, thấy cậu xuống lầu anh rất nhanh đứng dậy, nói: "Có đói bụng không? Anh đi hâm nóng cơm cho em." Biết anh cố ý chờ mình, Lý Cầm Thành gật đầu, nói: "Đói a." À. Toàn bộ căn hộ của Hà Trấn Hiên phòng khách phòng bếp đều có vẻ rất sáng sủa khiến cho mọi thứ chung quanh không thể nào che giấu cũng nảy sinh ra một loại cảm giác không chân thật bởi vì màu sắc căn phòng kết hợp với hà trấn hiên trước mặt lại tự nhiên có thêm một ý vị ấm áp hay là bởi vì hà trấn hiên ở trong lòng cậu đã chiếm lấy một vị trí vô cùng quan trọng hà trấn hiên nấu nướng khá thành thạo lý cẩm thành ngồi ở ghế gỗ bên cạnh bàn ăn nhìn bóng lưng của anh nói anh thường nấu cơm sao không những thứ này là gì giúp việc làm nghĩ một lát anh còn nói các gì còn phụ trách cả quét tước và dọn vệ sinh vậy thì sau này em sẽ làm em sao thấy hà trấn hiên lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc lý cẩm thành bật cười nói người nhà em tuy đối với em không tốt nhưng cũng không có ngược đãi em lại nói sau khi cậu cùng Lưu trường viễn bỏ trốn đến cao hùng mới bắt đầu học nấu cơm khi đó hai người cái gì đều không có ngoại trừ công việc cậu dần biết được cái gì gọi là dầu muối tương giấm bừng tỉnh một cái mọi thứ đã cách một đời. Mặc dù Lý Cẩm Thành rất hy vọng đây chỉ là một giấc mộng đã qua, nhưng cậu cũng biết đây là chuyện không thể. Anh rất thích ăn cơm nhà. Hà Trấn Hiên khóe miệng có chút cong lên giống như mình đối với chuyện này ôm chờ mong nhất định. Biết ngày mai anh còn phải đi làm, Lý Cẩm Thành thúc giục anh đi ngủ. Hà Trấn Hiên cũng không có kiên trì, chỉ nói sau khi cơm nước xong nhớ kỹ một hai giờ sau phải đi ngủ. Vâng, em biết, còn có, dừng một chút, anh còn nói đợi cho chuyện này chấm dứt về sau không được nghĩ đến nữa lý cẩm thành đã gần như quên đi chuyện này đợi khi cậu ngơ ngác xoay người hà trấn hiên cũng đã rời khỏi phòng bếp biết được tính cách của anh luôn luôn như thế lý cẩm thành chỉ cười nhạt cúi đầu ăn cơm ngày hôm sau lấy hành lý ở chỗ châu tuấn khải lý cẩm thành lại lái xe đến khách sạn của ngụy xuân phương đang ở đem tờ chi phiếu trong tay giao cho chị lý cẩm thành mới nói chị có thể đi Chiều Châu tìm người thân của chị ở nông thôn, cũng có thể ở lại chỗ này, nếu chị muốn ở lại chỗ này, buổi chiều em sẽ đi tìm phòng giúp chị. Ngụy Xuân Phương năm nay đã gần 54 tuổi, trước đây đã ở Lý Gia làm người giúp việc hơn 20 năm, gần đây phát sinh nhiều chuyện cũng khiến lòng mệt mỏi chị yên lặng nhận lấy tờ chi phiếu của Lý Cẩm Thành đưa rồi mới nói, chị muốn trở về Chiều Châu. Chờ mong trong lòng bị dập tắt, tuy rằng không thể nói là thất vọng, nhưng chung quy có chút mất mát, nhưng Lý Cẩm Thành không muốn ép buộc chị Trầm mặc một lát, cậu mới nói, "Em một chút nữa sẽ cho người mua vé máy bay, đến lúc đó để bọn họ đưa chị trở về." Lúc đứng dậy, khóe mắt hai người đều đỏ, Lý Cẩm Thành đi qua ôm chị nói, "Ở không quen hoặc là không vui hãy trở về, em luôn luôn ở nơi này, sau này em cũng sẽ coi chị là người thân của em." Đi ra khỏi khách sạn thì bên ngoài trời đã đầy sao. Ở trong xe của mình ngồi yên trong chốc lát Lý Cẩm Thành mới lái xe về căn hộ của Hà Trấn Hiên. Phòng của cậu đã có thay đổi không nhỏ, tủ sách kéo dài từ cạnh giường đến bên cửa, trên đó ngoại trừ sách còn bày đặt rất nhiều chậu hoa nhỏ cùng với tạo hình thủ công hiện đại. Trước tủ sách còn đặt một bộ sofa cùng một bàn trà bằng gỗ, màu sắc cùng loại với đồ dùng trong căn hộ. Lý Cẩm Thành ngồi trên ghế sofa cảm thấy trước mắt tất cả đều phù hợp với suy nghĩ của mình hà trấn hiên vô cùng hài lòng với tài nấu nướng của lý cẩm thành chủ động cùng cậu rửa bát hai người mới cùng nhau đến phòng khách xem tv đây là ngày đầu tiên hai người chính thức ở chung tuy rằng đã có hiểu biết nhất định về hà trấn hiên nhưng bởi vì đột nhiên kéo gần khoảng cách và quan hệ hơn nữa lại không có thời gian từ từ phát triển nên khi lý cẩm thành đối mặt với anh vẫn luôn cảm thấy một chút xấu hổ hà trấn hiên hẳn là cũng có cảm giác giống như cậu giữa hai người luôn có khoảng cách nhất định thậm chí trong khoảng thời gian dài hai người đều duy trì một tư thế như nhau chưa từng thay đổi. Cho đến khi Hà Trấn Hiên hỏi cậu về công việc, không khí xung quanh mới tốt lên một ít. Ngày hôm sau Lý Cẩm Thành phải trở về trường học nghĩ đến vụ kiện Lý Gia Tuấn còn chưa có ra tòa án thẩm vấn, đối với chuyện Tống Uyển Như sẽ đến trường học tìm mình cậu đã chuẩn bị tâm lý rất tốt nhưng mấy ngày sau người của công ty thám tử nói cho cậu biết Tống Uyển Như đã bị đưa vào một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô ngày đó biết được mình đã bị lý diệu tổ vứt bỏ Tống Uyển Như có cảm giác như đến địa ngục rồi sau đó lại sinh ra dũng khí rất bình tĩnh ở trong ấn tượng của bà ta kẻ có tiền đều sĩ diện mà đại đa số dân chúng đối với nhà giàu sang luôn tràn ngập tò mò vì tranh thủ đồng tình của dư luận cũng để giảm bất hình phạt cho Gia Tuấn bà ta liên tiếp tìm phóng viên của mấy tòa soạn báo nghĩ lấy phương thức yêu sách khiến bọn họ viết ra chuyện này đáng tiếc những người đó cũng biết ngọn nguồn chuyện này hơn nữa phía trên có người gây áp lực bởi vậy bọn họ đều bỏ mặc tống uyển như tống uyển như bất đắc dĩ đành phải diễn trò cũ lại cầm một tờ giấy viết đầy tội trạng của lý cầm thành gián ở cửa trường học của cậu bà ta ý thức được những người ở tòa soạn báo đã biết rõ chuyện này nhưng người dân bình thường thì không giống như bọn họ không có khả năng biết sự tình cụ thể lợi dụng đồn đãi cùng với thiên tính lương thiện của bọn họ, thông qua tin đồn bậy bạ ba người thành hồ bà ta cuối cùng cũng sẽ đạt được mục đích của mình. Đáng tiếc tưởng tượng quá mức tốt đẹp, lần này Tống Uyển như đón nhận kết quả so lần trước càng thêm tàn khốc. Bà ta một lần nữa bị đưa vào trụ sở cảnh sát. Hơn nữa cảm xúc kích động quá mức không bao lâu bà ta bị người của trụ sở cảnh sát đưa đi đến khoa giám định bệnh tâm thần. Bất cứ người nào lâm vào hoàn cảnh như Tống Uyển như đều có biểu hiện thất thường, bởi vì có khuynh hướng bạo lực đối với bác sĩ cuối cùng bà ta bị phán định nguy hại trật tự xã hội bị cưỡng chế đưa đến một bệnh viện tâm thần ngày tống uyển như xuất hiện ở cửa trường học của lý cẩm thành lý cẩm thành kỳ thật là dậy ở bên trong nhưng tống uyển như biến mất tốc độ quá nhanh nên cậu hoàn toàn không biết chuyện này xem lại tin nhắn trên điện thoại di động lý cẩm thành mới biết được hà chấn hiên lại yên lặng vì mình làm rất nhiều chuyện sau này còn có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ hay không Nhìn biệt danh Joker của nhân viên văn phòng thám tử gửi tin nhắn cho cậu Lý Cẩm Thành không khỏi lộ ra nụ cười trào phúng. Từ khi cậu trùng sinh, chi tiêu lớn nhất của cậu là thuê người của văn phòng thám tử không ngừng điều tra với theo dõi người thân của mình. Tống Uyển như hiện giờ đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, án kiện của Lý Gia Tuấn hai tuần sau sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lý, bởi vậy Lý Cẩm Thành phản hồi cho hắn, nói hy vọng sau này sẽ không có. Như vậy sao? Hợp tác vui vẻ. Về sau có việc cứ tìm văn phòng thám tử chúng tôi. Lần sau chúng tôi nhất định chiết khấu cho cậu. Từ khi công ty thám tử này tiếp nhận ủy thác của mình, vẫn luôn là người có biệt danh Joker cùng cậu giữ liên lạc. Ở trong ấn tượng của Lý Cẩm Thành người này kiệm lời ít nói, thỉnh thoảng Lý Cẩm Thành dùng ngữ khi nói giỡn với hắn, cũng sẽ bị hắn bỏ qua, đem đề tài nhanh chóng chuyển rời đến công việc. Hiện giờ thấy hắn như vậy, Lý Cẩm Thành cảm thấy hắn cũng rất cởi mở. Phản hồi cho hắn một chữ được. Lý Cẩm Thành không nói chuyện với hắn nữa. Cuối tuần, Lý Cẩm Thành lái xe đến bệnh viện tâm thần mà Tống Uyển Như đang ở. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ không son phấn của Tống Uyển Như, không biết vì bị đả kích quá lớn hay hoặc là do thuốc có chứa chất kích thích quá nhiều, cả người bà ta nhìn qua phù thũng to ra không ít. Trong chớp mắt nhìn thấy Lý Cẩm Thành, Tống Uyển Như giống như khúc gỗ đột nhiên sống lại, cô hai tay nói, "Lý Cẩm Thành, mày sẽ không được chết tử tế." chúng ta đối với mày tốt như vậy mày lại hại chúng ta như vậy lý cẩm thành không nghĩ ra tống uyển như lại có suy nghĩ này bọn họ đối xử với người khác ra sao đều được nhưng nếu người khác đối xử với bọn họ như vậy thì đó là tội ác tài trời heo chó không bằng nói cho cùng cậu cũng không có tâm hại người khác lần này nếu không phải lý gia tuấn thiếu kiên nhẫn cậu cảm thấy mình có lẽ đợi thêm một thời gian ngắn nữa nhìn hai hộ lý giữ tống uyển như đang nổi điên ấn bà ta ngồi xuống ghế Lý Cẩm Thành ung dung nói, Tống Uyển Như, bà còn nhớ rõ năm đó mẹ tôi chết như thế nào không? Chương 16, Tân hôn. Có những chuyện dù không cố ý nhắc lại cũng không muốn suy nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là bà ta có thể coi như nó không tồn tại. Mỗi lần nghĩ đến cái chết của mẹ Lý Cẩm Thành, Tống Uyển Như nội tâm rất bất an làm cho đêm không thể ngủ. Bà chỉ là một người bình thường, nên cũng có thất tình lục dục. Chỉ là có một số chuyện, một khi thừa nhận sẽ làm mình rơi vào tình cảnh không thể chịu nổi vì đó là sự lựa chọn của mình nên hậu quả cũng là bà ta một mình gánh chịu bởi vậy cho dù mình chỉ còn là một cái thùng rỗng bà ta cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thân mình quẫn bách nhìn lý cầm thành trước mặt tống uyển như lộ ra một nụ cười tàn nhẫn đó là bởi vì mẹ mày vô dụng chẳng qua là bị một người đàn ông không yêu mình vứt bỏ thì cả ngày đều đi tìm cái chết ngay cả bản thân mới sinh con cũng không cứu vãn được gì. Bởi vì bà sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh bất đồng với mẹ tôi nên ganh tị mà thôi. Nhìn Tống Uyển như sắc mặt đột nhiên thay đổi, Lý Cẩm Thành nói tiếp cho nên bà không có làm gì sai phải không? Phá hoại hôn nhân của gia đình người khác không tính, đem người khác bước điên đến chết cũng không tính. Chỉ vì bà muốn cuộc sống giàu sang, để cho người khác không khinh thường bà. Tống Uyển như cuộc đời này hận nhất chính là mình xuất thân ở nông thôn, sau khi nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy bà ta tức giận vỗ bàn, nói, Lý Cẩm Thành, mày im đi. Cho đến giờ phút này, Lý Cẩm Thành mới phát hiện bà ta giống như Liêu Trường Viễn, quá ham hư vinh cuộc đời này vĩnh viễn đều sống vì ánh nhìn của người khác. Thấy Tống Uyển như cúi đầu toàn thân bắt đầu run rẩy gục xuống bàn, Lý Cẩm Thành tiến đến gần hơn một chút, bà đã không làm gì sai, Vậy tại sao bà và đứa con trai quý của bà Lý Gia Tuấn lại rơi vào hoàn cảnh hôm nay?" Tống Uyển Như đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy hận ý, Lý Cẩm Thành tươi cười càng sâu, tất cả đều do bà gieo gió gặt bảo. năm đó bà vì hãm hại mẹ tôi, không tiếc giết chết thai nhi trong bụng, bà là người như vậy, cũng xứng nhắc tới hai chữ con trai sao? Đó là quá khứ mà mình không bao giờ muốn nhớ đến, chỉ trong nháy mắt, Tống Uyển Như sắc mặt đã biến thành cho tàn lý cẩm thành nhìn bà đột nhiên cảm thấy được đem một người bức điên kỳ thật là chuyện khá dễ dàng cậu không biết nguyên nhân mình xuất hiện ở nơi này nhưng cậu cảm thấy mình nên làm cái gì đó bởi vì mẹ của cậu đã qua đời hơn nữa còn là bị tống uyển như hại chết cậu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi này tống uyển như lại dùng âm thanh bén nhọn kêu một tiếng lý cẩm thành lý cẩm thành quay đầu lại không nói gì cậu có thể hận tôi trước đây là tôi sai nhưng tôi xin cậu hãy buông tha gia Tuấn, gia Tuấn, gia Tuấn nó còn quá trẻ, hoàn toàn không hiểu chuyện. Tống Uyển như quỳ trên mặt đất than thở khóc lóc, khi nói chuyện, bà ta không ngừng dập đầu. Trong phòng trừ bỏ tiếng khóc của bà, chính là tiếng đầu va chạm mặt đất phát ra âm thanh trầm đục. Mắt nhìn người đang quỳ dưới đất với vẻ mặt hờ hững, Lý Cẩm Thành cười lạnh, từ đầu tới đuôi, tôi cũng không chủ động làm bất cứ cái gì với các người nhưng là do cậu may mắn gặp được hà trấn hiên nếu không cậu cũng không biết mình sẽ bị bọn họ đùa chết như thế nào sẽ giống như đời trước của mình nghĩ đến mọi chuyện đã qua lý cẩm thành tươi cười càng trào phúng cậu biết mình không cần phải để ý tới những người này nên tâm tình của cậu vẫn bình thản như cũ đối với chuyện riêng của lý cẩm thành nếu cậu không nói thì hà trấn hiên cũng sẽ không chủ động hỏi đến vì nguyên nhân này khiến cho lý cẩm thành càng ngày càng thích anh Hai tuần sau, phiên tòa xét xử vụ án của Lý Gia Tuấn bắt đầu, hắn cuối cùng bị phán 3 năm tù. Tuy rằng hình phạt không quá nặng, nhưng nói như thế nào thì đời này của hắn cũng coi như xong rồi. Nói chuyện dọn đến căn hộ của Hà Trấn Hiên không lâu, Hà Tông Đồng cũng đến nơi đó gặp bọn họ một lần. Ông đối Lý Cẩm Thành vẫn luôn rất tốt, nhưng Lý Cẩm Thành lại cảm thấy được ông đối với mình tốt quá mức nên rất cẩn thận, không tỏ thái độ lấy lòng. Nghĩ đến lúc trước Lý do Hà Trấn Hiên kết hôn với mình, Lý Cẩm Thành cảm động vì hành động của ông, lại có chút kinh ngạc vì trình độ mê tín của ông. Có lẽ còn không thích ứng việc cháu của mình cưới đàn ông, Hà Tông Đồng đối đãi với cậu cũng có chút giống như phụ nữ. Đối với chuyện thời gian quá ngắn không thể đi hưởng tuần trăng mật, trong lời nói của Hà Tông Đồng tràn ngập xin lỗi, nói chờ cho Hà Trấn Hiên đem chuyện của công ty hoàn thành xong ông nhất định sẽ bồi thường cho hai người lý cẩm thành đối với nhiều việc cũng sẽ không so đo nên khi nghe ông nói như vậy cậu cũng chỉ có thể xấu hổ cười tỏ ý không sao cả hà trấn hiên ở phương diện này phản ứng có vẻ chỉ độn thấy hà tông đồng đối tốt với lý cẩm thành anh cho đó là tình cảm yêu thương của ông nội dành cho cháu nhìn thấy thái độ này của hà tông đồng lý cẩm thành chỉ cảm thấy hoang mang cậu không biết vì mình không hiểu hà tông đồng hay là cậu quá mẫn cảm chỉ là nghi vấn này cậu chưa một lần hỏi qua Hà Trấn Hiên. Bởi vì lúc trước bị tai nạn xe cộ, sau lại gặp chuyện Lý Cầm Thành bị thương, tập đoàn Vinh Thịnh ở hải ngoại có rất nhiều sự vụ cấp bách cần Hà Trấn Hiên xử lý. Ở chung dưới mái nhà, hơn nữa Hà Trấn Hiên đối với mình quá tốt, bởi vậy khi biết anh phải bay đi nước ngoài một thời gian trong lòng Lý Cầm Thành tràn đầy mất mát. Ngày hôm trước, buổi tối cậu thay anh thu thập xong hành lý, đến sáng sớm ngày hôm sau nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ, cậu rất nhanh đứng dậy rửa mặt dù là thói quen hoặc là sinh hoạt của cậu đều được hà trấn hiên quan tâm chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ mỗi ngày anh xuống lầu chuyện thứ nhất chính là uống một ly cà phê trong thời gian anh uống cà phê lý cẩm thành đứng ở phòng bếp bật lửa chiên trứng uống sữa sao hà trấn hiên hiện ra vẻ mặt khó xử sau đó là nhìn thấy ánh mắt chờ mong của lý cẩm thành anh gật đầu anh biết lý cẩm thành buổi tối có thói quen uống sữa Tuy rằng mình không thích uống sữa nhưng vẫn vì cậu mà uống cùng. Nhưng anh vẫn ra vẻ miễn cưỡng làm cho cậu thấy anh cũng có chút tính trẻ con. Tỷ như anh hôm nay hẳn là dậy rất sớm, lại sợ làm cậu thức giấc nên làm việc cẩn thận không ồn ào. Lại tỷ như anh lúc này đang làm đồ ăn sáng, nhưng khi thấy cậu xoay người, anh cũng tranh thủ chỉnh sửa mái tóc không an phận nhếch lên sau gáy cậu. Đối với Hà Trấn Hiên mà nói, Lý Cầm Thành xuất hiện có chút đột ngột nhưng thích chính là thích hơn nữa mỗi lần nghĩ đến cậu có vài hành động nhỏ đáng yêu anh cũng sẽ buồn cười. Đến bên kia rồi nhớ đúng giờ ăn cơm, ngủ, không cần cả ngày chỉ công tác. Dạ dày anh không tốt em đã để thuốc dạ dày ở trong hành lý, còn có uống sữa tốt cho dạ dày. Nhưng sau khi ăn xong rồi uống cũng được, em biết anh không thích mùi sữa nhưng anh phải vì sức khỏe mà suy nghĩ, anh vẫn phải cố mà uống một chút. Khi nói chuyện Lý Cẩm Thành tự giác thay Hà Trấn Hiên thắt xong cravat đây là lần đầu tiên anh nghe cậu một hơi nói ra nhiều lời như thế hà trấn hiên hơi hơi mỉm cười cảm thấy cậu đúng là có tiềm chất dạy bảo người khác còn có bất chi bất giác cậu đã gần như hiểu hết về mình cẩm thành hà trấn hiên thanh âm có chút trầm thấp đợi khi lý cẩm thành ngẩng đầu hà trấn hiên đã lặng yên không một tiếng động hôn cậu đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trong tiềm thức vẫn chờ mong tuy nhiên cậu rất nhanh đem nó đẻ ép xuống chăm sóc tốt cho bản thân, có việc thì gọi điện thoại cho anh." Nói xong câu này, Hà Trấn Hiên đem theo hành lý đi ra khỏi nhà, lưu lại hô hấp sồn dập tim đập ra tốc cho Lý Cẩm Thành. Cậu ít nhiều cũng hiểu được cái gì gọi là tân hôn. Giống như cậu cảm nhận được ngọt ngào, còn có Châu Tuấn Khải cũng như vậy. Cả ngày dường như cực kỳ bận rộn, trường học vừa tan anh giống như tên bắn chạy đi về nhà ở bên cạnh bạn gái. Đồng nghiệp trong văn phòng cũng biết mục tiêu to lớn của anh bởi vậy đối với hành vi của Châu Tuấn Khải bọn họ đều có thái độ bao dung cho anh. Trường học của Lý Cầm Thành ở Hồng Kông rất nổi tiếng, trường học lịch sử lâu đời, giáo viên lực lượng hùng hậu. Bởi vậy Lý Cầm Thành kinh nghiệm tuổi tác còn trẻ, mặc dù lãnh đạo trường học cảm thấy được cậu rất có năng lực nhưng cho tới nay cậu chỉ có thể dạy học sinh năm nhất. Trường học thực thi giáo dục song ngữ, một lớp tổng cộng có 21 học sinh. Tuy rằng bọn nhóc toàn là trẻ con, nhưng tính cách đã vô cùng văn minh, hoạt bát, có thể tự gánh vác, năng lực tốt đều do được dạy dỗ tốt. Mỗi lần nhìn đến bọn nhóc, Lý Cẩm Thành liền cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này cậu đang ở trên bàn soạn bài thì nghe đồng nghiệp kêu mình, nói bên ngoài có người nhà học sinh tìm cậu. Lúc này là buổi sáng 9 giờ, văn phòng to như vậy cũng chỉ có vài người. Lý Cẩm Thành lên tiếng trả lời đi ra ngoài cửa, chính là đi chưa được mấy bước thấy người đứng ở văn phòng, cậu và không khỏi sửng sốt một chút. Đó Tiếu Lương Ngọc một nhạc sĩ nổi tiếng, Lý Cẩm Thành rất thích anh ta cũng thường mua đĩa nhạc của anh ta. Nhưng rất nhanh, Lý Cẩm Thành thấy trên người anh ta có một vòng mỏng manh khói đen. Chương 17, tình yêu. Lý Cẩm Thành vốn cho là tầng khói đen này đại biểu cho những người chán ghét hoặc là thống hận mình, hiện giờ xem ra, nói không chừng là cậu suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì trước đây cậu cùng Tiếu Lương Ngọc không quen biết nhau. Tôi là chú của Tiếu Tĩnh Văn, cậu là chủ nhiệm lớp của nó. Lý Cẩm Thành dạy học được 3 năm ở Ban Quốc Văn, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp. Biết anh ta có thiện ý nhắc nhở chính mình, Lý Cẩm Thành rất nhanh lấy lại tinh thần, nói đúng vậy. Nghĩ một lát, cậu còn nói tôi rất thích nghe anh diễn tấu violon. Tiếu Lương Ngọc Đại Khái không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp fan hâm mộ, sừng sốt một chút, anh ta mới tươi cười chân thành cùng Lý Cẩm Thành nói lời cảm tạ. Tiếu Lương Ngọc nhìn qua trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, màu da khá trắng, mái tóc dài mượt che khuất chán, mũ quan làm cho người khác cảm giác thực thoải mái. Có thể là bởi vì thói quen hoặc chức vị trong công việc, nên cả người anh ta toát ra khí chất lạnh lùng, nhưng cười rộ lên thì lại mang một chút ấm áp. Tĩnh văn quên mang sách bài tập, vừa vặn tôi thấy được nhất thời hứng khởi đem tới cho nó. Là sách bài tập sáng nay cần nộp, Lý Cẩm Thành cười nhận lấy cầm trong tay, nói tôi lát nữa sẽ đưa cho nó. Tiếu Lương Ngọc đánh giá cẩn thận cậu, rồi nói cậu tên gì. Anh ta nhìn cậu có chút ngạc nhiên, Lý Cẩm Thành nói ra tên của mình, Tiếu Lương Ngọc lại cười nhẹ nghiêng đầu, nói cậu nói cậu thích nghe tôi diễn tấu violon. Ừ, đúng vậy, tôi có buổi độc diễn vào ngày 28 tháng này, ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu hai vé mời được hay không? Lý Cẩm Thành không nghĩ tới anh ta lại nhiệt tình như vậy, cậu liên tục xua tay, nói, không cần, tôi hai ngày này đã đi mua vé. Chủ sự phương đưa vé cho tôi, dù sao tôi ở nơi này không có nhiều bạn bè coi như quen biết thêm một người bạn cũng tốt lắm chỉ là cứ như vậy đi ngày mai tôi đến đây đưa vé cho cậu nhìn bóng dáng tiếu lương ngọc lý cẩm thành thấy anh ta không giống như trong tưởng tượng của mình rất khiêm tốn gần gũi cũng không có làm cao như những người nổi tiếng khác ngày hôm sau buổi chiều sau khi tan học tiếu lương ngọc đúng hẹn tới biết lý cẩm thành không có việc bận anh ta lại mời lý cẩm thành ăn cơm Tôi ở nơi này thật sự không có bạn bè gì, nên tìm không thấy người cùng ăn cơm. Lý Cẩm Thành biết anh ta sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, thấy Tiếu Lương Ngọc vẻ mặt thất vọng cậu cũng có chút không đành lòng. Nghĩ một lát, cậu mới nói, có qua có lại, anh cho tôi vé, tôi mời anh ăn cơm. Tiếu Lương Ngọc tính cách có chút trẻ con, nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy, anh ta vui vẻ ra mặt gật đầu nói, được à. Anh lái một chiếc xe hơi thể thao màu xám bạc, thấy lý cẩm thành ngồi ở vị trí phó lái quan sát bốn phía tiếu lương ngọc vừa khởi động xe vừa nói xe là chủ sự phương tạm thời cho tôi mượn tiếu lương ngọc còn trẻ đã thành danh thành công tổ chức vài buổi lưu diễn khắp thế giới lý cẩm thành đoán điều kiện kinh tế của anh ta hẳn sẽ không quá kém nghĩ như vậy cậu lại nhớ tới hà trấn hiên người nọ trừ bỏ không thích nói chuyện tính tình thì cũng trầm mặc Lý Cẩm Thành từ khi biết anh đến bây giờ cũng chỉ thấy anh chạy một chiếc xe hơi màu đen của châu Âu. Không biết là có phải tâm linh tương thông không, Lý Cẩm Thành vừa nghĩ đến Hà Trấn Hiên, Hà Trấn Hiên liền gửi cho cậu một tin nhắn, hỏi cậu về đến nhà hay chưa. Lý Cẩm Thành rất ít khi chủ động nhắn tin cho anh, thứ nhất là sợ quấy dày đến công tác của anh, thứ hai ca tính cậu dối rắm thường thường cũng không biết nên nhắn cái gì, thời gian suy nghĩ có thể hơn một giờ bởi vậy chuyện nhắn tin này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Thời gian Hà Trấn Hiên nhắn tin điều cố định, nội dung cũng đơn giản, bình thường hỏi cậu có ăn cơm không, có mệt hay không. Nhưng dù vậy, mỗi lần nhận được tin nhắn trong lòng Lý Cẩm Thành vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Bạn gái sao, thấy sau khi trả lời tin nhắn Lý Cẩm Thành nghiêng đầu nhìn về phía chính mình, Tiếu Lương Ngọc ho nhẹ, nói cậu cười rất ngọt ngào ngọt ngào là loại tình cảm có thể làm cho con người khó khống chế cảm xúc nhất nghe tiếu lương ngọc trong giọng nói có vẻ trêu chọc gương mặt lý cẩm thành cũng đỏ ửng lên cũng may tiếu lương ngọc hiểu được một vừa hai phải mặc dù lý cẩm thành đối với anh ta có hảo cảm anh ta cũng không có vì vậy mà trêu chọc cậu xe đừng lại trước cửa nhà hàng cơm tây phát hiện anh ta biết trước địa điểm mình muốn đến lý cẩm thành kinh ngạc nhìn về phía anh ta nói sao anh biết tôi muốn đến đây Tiếu Lương Ngọc đứng ở trước cửa ký tên của mình cho một fan hâm mộ, a à một tiếng, nói bởi vì cậu thoạt nhìn rất lương thiện nên dễ đoán. Anh ta và Lý Cẩm Thành trước đây không có tiếp xúc qua. Một người kiến thức rộng rãi, cách nói năng hài hước, một bữa cơm ăn xong, hai người đều có vẻ nói chưa hết chuyện. Không mời tôi lên nhà ngồi một chút, thời điểm nói chuyện là lúc Tiếu Lương Ngọc ghé vào cửa kính xe nhìn cậu trên người anh mặc một bộ quần áo màu lam làm cho khí chất của anh càng thêm mềm mại. Nhưng bởi vì hai người đều uống một chút rượu nên chất cồn bắt đầu phát huy tác dụng khiến cho Tiếu Lương Ngọc ánh mắt biếng nhác, chỉ là một động tác lơ đáng nhấc đầu vuốt tóc cũng lộ ra chút ý vị phong lưu. Lý Cẩm Thành thừa nhận Tiếu Lương Ngọc như vậy rất quyến rũ, nhưng cậu trời sinh tính chậm chạp, mặc dù là bạn tốt, cậu cũng sẽ tự giác bảo trì một chút khoảng cách. Bởi vậy khi nghe Tiếu Lương Ngọc nói cậu quả quyết tự tuyệt, chỉ nói không tiện. Cũng là, tiếu lương ngọc thoạt nhìn có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh anh ta khôi phục như bình thường, phất phất tay, mới nói, đến lúc đó nhớ đến xem tôi diễn tâu nhé. Xe thể thao động cơ phát ra tiếng vang thật lớn, Lý Cẩm Thành xoay người, nghĩ tiếu lương ngọc tài hoa cùng với cá tính như vậy thật là một người rất thú vị. Buổi độc diễn của Tiếu Lương Ngọc diễn ra vào cuối tuần, Lý Cẩm Thành không có bạn đi cùng, bởi vậy người cậu ngay từ đầu nghĩ đến là Châu Tuấn Khải nhưng Châu Tuấn Khải chỉ thích rock and roll, nhưng mà nghĩ đến bạn gái của mình thích, anh ta không nói hai lời đã lấy một vé trong tay Lý Cẩm Thành. Lý Cẩm Thành không nói gì nhìn anh ta, ý nghĩ mời Hà Hạo Nhân cùng đi với mình nghe diễn tấu chỉ có thể từ bỏ. Buổi chiều thứ sáu, rời khỏi phòng làm việc của Tống Lưu Bạch, ăn cơm tối xong, Lý Cẩm Thành mới lái xe đi đến chỗ biểu diễn âm nhạc mà Tiếu Lương Ngọc sắp biểu diễn. Chỗ ngồi của cậu gần sân khấu thuộc khu vực VIP, đến nơi đã thấy bạn gái của châu tuấn khải ngồi ở chỗ kia cô mặc một bộ lễ phục trang điểm thanh nhã lý cẩm thành lễ phép cùng cô cười cười cũng không nói thêm gì diễn tâu bắt đầu lý cẩm thành quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện nơi này có sức chứa đến mấy ngàn người cũng không còn một chỗ trống nghĩ đến sau này danh tiếng tiếu lương ngọc ngày càng nổi bật cậu cũng có chút cảm khái không giống như khi các minh tinh biểu diễn có một đám người cuồng hoan độc diễn là một loại hình đem tới cho người nghe một loại hưởng thụ cực kỳ êm dịu. Lý Cẩm Thành sở dĩ thích diễn tấu violon là bởi vì nó có thể biểu đạt cảm xúc trào dâng hơn so với nhạc khí khác. Mặc dù không có cảm xúc, nhưng chỉ cần nghe tiếng đàn violon có thể làm cho mình cảm động, làm cho cuộc sống tràn ngập nhiều chờ mong cùng kích tình. Không giống như cậu suy nghĩ mông lung, trên sân khấu Tiếu Lương Ngọc có vẻ càng thêm nội liễm chuyên chú, đồng thời cả người quanh quần một loại khí tức cao quý chính là khí tức này khiến cho làn khói đen chung quanh anh ta trở nên thưa thớt. Lý Cẩm Thành đoán anh ta xem âm nhạc như tính mạng của mình, biểu tình trên mặt anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng như thế. Sau khi Tiếu Lương Ngọc diễn tấu gần 2 giờ thì chấm dứt, Lý Cẩm Thành chuẩn bị về nhà thì cậu nhận được điện thoại của Tiếu Lương Ngọc gọi tới. Anh ta muốn mời Lý Cẩm Thành tham gia tiệc khánh công. Nghĩ đến mình không quen biết ai ở đó, lại chưa từng tham dự qua trường hợp như vậy nên Lý Cẩm Thành cự tuyệt. Cẩm Thành, ngày đó cậu đã nói, nói chúng ta là bạn bè. Loại người làm nghệ thuật này, bởi vì rất ít tiếp xúc với nhiều người nên có vẻ không dành thế sự, hoặc là nói tùy hứng. Nhưng Lý Cẩm Thành ở phương diện này lại rất khoan dung, nghe Tiếu Lương Ngọc cùng mình làm nũng, cậu vẫn là chiều theo anh đi vào hậu trường. Tiệc khánh công của Tiếu Lương Ngọc được tổ chức ở một khách sạn nổi tiếng nhất ở Hồng Kông, ngoại trừ phóng viên ở ngoài cửa, nếu theo địa vị phân chia người tới tham gia yến hội phân làm hai loại một loại giống như tiếu lương ngọc trên người lộ ra một cỗ phong độ của người trí thức tuy rằng không nói ra nhưng bên ngoài đã hiển thị rõ ràng một loại khác là đối lập với tiếu lương ngọc ngoại hình hành vi bừa bãi nhìn bọn họ mặc ăn mặc có thể biết được nhưng đám người kia có điểm giống nhau tất cả đều là thanh lãnh cao ngạo lý cẩm thành từ trước đến nay tự mình hiểu lấy thấy tiếu lương ngọc bận rộn cậu chỉ là trốn ở một bên uống rượu ăn điểm tâm ngọt hoặc là cùng người bên cạnh không quen biết tùy ý tán gẫu vài câu cậu không uống được rượu cũng có đủ tự chủ cảm giác mình đã muốn uống say nên tìm tiếu lương ngọc nói lời từ biệt lý cẩm thành cậu trong tưởng tượng của tôi không giống nhau tiếu lương ngọc kéo cậu hơi thở nóng bỏng phun ở trên gáy lý cẩm thành lý cẩm thành cười nghiêng đầu nghĩ anh ta chắc cũng say giống mình về tới nhà rồi tắm xong cồn rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy rằng không có uống say, nhưng mỗi lần như vậy Lý Cẩm Thành dễ dàng cảm thấy bi thương, đồng thời có cảm giác cô độc. Cậu chưa từng có giống như bây giờ rất nhớ Hà Trấn Hiên, sau đó cậu gửi cho Hà Trấn Hiên một tin nhắn, nói em hôm nay đi nghe diễn tấu, khi đó em hy vọng anh ở bên cạnh em. Ngữ khi hơi có vẻ buồn nôn, nhưng Lý Cẩm Thành cũng sẽ không vì vậy mà ngại ngùng. Không bao lâu Hà Trấn Hiên nhắn tin trả lời lại, nói anh về sau đều sẽ đi cùng em lý cẩm thành xem xong tin nhắn kia cảm thấy mỹ mãn để điện thoại di động sang một bên cậu kỳ thật không hiểu lắm cái gì gọi là tình yêu đối với cậu mà nói khi cậu cảm thấy tịch mịch có người thật tâm ở bên cạnh mình cũng đã đủ nhận được điện thoại của châu tuấn khải là lúc lý cẩm thành đang chuẩn bị lên giường ngủ nghĩ đến hai người mấy giờ trước mới ở trường học gặp qua cậu cũng không khỏi có chút ngạc nhiên cẩm thành ở nơi nào tôi có việc tìm cậu. Châu Tuấn Khải trong giọng nói lộ ra men say, nhưng mặc kệ Lý Cẩm Thành hỏi anh ta Thủy Trung không chịu nói ra nguyên nhân. Lý Cẩm Thành bất đắc dĩ, phải cùng anh ta hẹn ở khu vực gần Starbucks. Châu Tuấn Khải đến sớm hơn cậu, Lý Cẩm Thành tới đó thì anh ta đã gục xuống bàn, trước mặt là hai ly cà phê. Chuyện gì xảy ra, bạn gái của tôi mang thai. Lý Cẩm Thành sừng sốt một chút, lập tức cười, nói đây không phải là chuyện rất tốt sao sau đó cậu vỗ nhẹ vai châu tuấn khải nói chúc mừng anh giấc mộng trở thành sự thật chính là tôi không nghĩ tới sẽ sớm như vậy nghe anh ta nói như vậy lý cẩm thành mới phát hiện người này căn bản chưa trưởng thành có một mục tiêu mù quáng cố gắng nhưng trên thực tế anh ta không chuẩn bị tốt tinh thần cũng không có thể chịu trách nhiệm khi việc xảy ra lý cẩm thành không thích cùng người uống say nói chuyện nhân sinh cậu nhàm chán ngẩng đầu nhìn bốn phía chính là rất nhanh cậu sừng sờ ở tại chỗ, cậu cùng Châu Tuấn Khải ngồi ở gần vị trí quầy ba, đối diện đại sảnh góc phía bên phải là Tiếu Lương Ngọc cùng Hà Trấn Hiên ngồi xoay lưng lại với cậu. Hai người này, một người nói mời cậu mấy ngày nữa ăn cơm, một người bảo ngày mai về nhà. Nhìn hai người cùng đặt tay lên bàn, trong nháy mắt Lý Cẩm Thành cơ hồ muốn bóp nát cái ly cầm trong tay. Chương 18, dục vọng chiếm. Hiểu, trong đời cậu hận nhất chính là bị người khác lừa gạt, giống như lúc trước người nhà cậu đã làm với cậu cậu cùng hà trấn hiên ngay từ đầu chính là giao dịch cậu cũng không có đem hết chân thành ra đối đãi nên cho dù hà trấn hiên có bị cậu bắt gian tại giường cũng sẽ không khiến cho cậu đặc biệt khó chịu còn có thiếu lương ngọc gần gũi biểu hiện mới gặp đã như thân quen hiện giờ xem ra anh ta căn bản gần gũi tiếp xúc với mình là có mục đích anh ta trong lời nói và hành động trừ bỏ thăm dò còn có ám chỉ chính mình cũng đủ ngu ngốc đến giờ phút này mới suy nghĩ được nguyên nhân. Tôi tuy rằng thích cô ấy, nhưng không nghĩ sớm như vậy sẽ kết hôn, nhưng nếu không kết hôn, cô ấy khẳng định sẽ cảm thấy tôi không yêu cô ấy. Châu Tuấn Khải, Lý Cẩm Thành thanh âm có chút lạnh, Châu Tuấn Khải lăng lăng ngẩng đầu, rất nhanh phát giác cậu có vẻ khác thường. Thái độ của Lý Cẩm Thành làm cho người ta cảm thấy có chút hung hăng, dừng một chút, anh ta mới run run mở miệng cầm, Cẩm Thành, cậu làm sao vậy? Lý Cẩm Thành vẫn không nhúc nhích nhìn hai người kia đang ngồi ở góc đại sảnh, nói, phải biết quý trọng, đừng đợi cho mất đi, mới than trời trách đất nói là hối hận. Châu Tuấn Khải bị khí thế của cậu làm chấn động, không đợi anh ta lấy lại tinh thần, Lý Cẩm Thành đã đem anh ta tha ra khỏi Starbucks nhét vào trong taxi. Có chuyện gì chờ anh ngày mai thanh tỉnh cùng tôi nói tiếp? A, à, tốt, Châu Tuấn Khải nhìn ra cửa xe taxi thấy thân ảnh Lý Cẩm Thành càng lúc càng xa cảm thấy đêm nay cậu cho mình cảm giác thực xa lạ. Hà Trấn Hiên không làm cậu quá thất vọng, 20 phút sau, anh sách theo hành lý về nhà. Nhưng dù vậy, trên người Lý Cẩm Thành vẫn bao phủ một tầng áp suất thấp, cậu buồn bực cầm điều khiển từ xa trong tay tức giận muốn đem nó hung hăng ném trên mặt đất. Hà Trấn Hiên đối với chuyện này không hề hay biết, hơi có chút hưng phấn kêu một tiếng Cẩm Thành, chờ một lát sau thấy Lý Cẩm Thành vẫn ngồi bất động ở trên ghế sofa anh mới phát hiện sự tình có điều không ổn. Em làm sao vậy, anh cùng Tiếu Lương Ngọc có quan hệ gì? Nghe Lý Cẩm Thành nhắc tới Tiếu Lương Ngọc, Hà Trấn Hiên cũng có chút kinh ngạc, em làm sao biết được anh ta? A, à, lúc anh rời khỏi Hồng Kông, trong khoảng thời gian này anh ta lấy cớ tiếp cận em, mời em xem anh ta diễn tấu để em tham gia tiệc khánh công. Nói tới đây, Lý Cẩm Thành không chịu nổi quay đầu lại, Hà Trấn Hiên, nếu anh ta trước kia là người yêu của anh? các anh bởi vì nguyên nhân bất đắc phải chia tay, vậy anh phải sớm nói cho em biết, yên tâm, em nhất định chúc phúc cho hai người. Lý Cẩm Thành nói những lời này ngữ khí vừa lạnh lại vừa giận, bởi vì cậu lần đầu tiên ở trước mặt mình phát hỏa lớn như vậy, Hà Trấn Hiên sừng sốt một chút, mới nói, Cẩm Thành, có phải em hiểu lầm cái gì không? Phản ứng của Hà Trấn Hiên làm cho Lý Cẩm Thành càng thêm nổi trận lôi đình, cậu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hà Trấn Hiên, nói, vừa mới rồi em ở tiểu khu trước cửa nhà trong Starbucks thấy hai người. Các người nắm tay thân mật ở bên nhau, tức giận khiến cho thanh âm của cậu thay đổi, Lý Cẩm Thành hít sâu một hơi, mới dùng một ngữ khí lãnh đạm nói, Hà Trấn Hiên, em hận nhất bị người khác lừa gạt, hơn nữa em lại. Nói đến đây thật tình cậu dù thế nào cũng không thể nói nên lời nữa, cậu phẫn nộ lại ủy khuất nhưng trong nháy mắt, rất nhanh, cậu khôi phục bình tĩnh. Cậu chỉ cảm thấy mình không nên đối với bất cứ người nào ôm hy vọng chờ mong nữa. Không có chờ mong thì sẽ không thất vọng, cũng sẽ không làm cho mình bị thương tổn. Cậu đã nói hết lời, cũng không muốn nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị rời đi thì Hà Trấn Hiên kéo tay cậu đưa cậu kéo vào trong ngực của mình. Ngay lúc Lý Cẩm Thành cảm thấy kinh ngạc thì trong lời nói của anh lại mang ý cười, "Cẩm Thành, em như vậy, có phải là ghen hay không?" Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nói tóm lại quả thật là có nguyên nhân này, cậu đã ghen. Lý Cẩm Thành trời xanh tính lạnh nhạt, ngay cả lúc cậu ở cùng với Liêu Trường Viễn 4 năm trước, cũng rất ít ăn giấm chua. Nhận thấy Lý Cẩm Thành dãy dụa, Hà Trấn Hiên ôm cậu chặt hơn, nói em đã nói xong rồi mà không chịu nghe giải thích của anh. Lý Cẩm Thành không nói lời nào, Hà Trấn Hiên không tiếng động thở dài một hơi, đem cầm để ở bờ vai của cậu, lại đem hai tay của cậu nắm chặt, anh mới nói anh ở nước ngoài lưu học cùng anh ta kết giao, khi đó bọn anh mới 17 tuổi. Dừng một chút, anh nói tiếp, em cũng biết người nhà anh lúc nào cũng chú ý tính hướng của anh, lúc anh mới cầm ao, bọn họ thấy anh và anh ta lui tới thân thiết, cũng rất mau cùng anh ta ngả bài. Tiếu Lương Ngọc, nhà anh ta gia cảnh không tốt lắm, hơn nữa anh ta rất muốn đi áo học chuyên tu về đàn viêu lông, bởi vậy hai người có thể nói ở bên nhau không lâu, sau đó anh ta không từ mà biệt. Lý Cẩm Thành không nghĩ tới chân tướng câu chuyện là dạng này, nghe Hà Trấn Hiên nói như vậy, nội tâm của cậu rất nhanh xuất hiện cảm giác áy náy. Trầm mặc một lát, cậu mới nói, sau đó thế nào? Khi đó anh bởi vì tâm trí chưa vững vàng, từng bị đả kích không nhỏ. Thấy Lý Cẩm Thành lấy tay ôm lại hai tay mình, Hà Trấn Hiên trên mặt ý cười càng sâu, bất quá anh gặp họa được phúc, từ đó về sau, ông nội của anh không có tiếp tục bức bách anh nữa. Nhưng mà, anh đối với tình yêu chung quy cũng không còn đặt nặng nữa. Hà Trấn Hiên ngữ khi thực bình thản, nhưng khi đó chắc anh cũng rất là đau khổ. Hơn nữa Lý Cẩm Thành nhớ rõ, ba mẹ anh cũng mất vào năm ấy, tuy rằng không biết hai sự kiện tia trình tự trước sau như thế nào, nhưng cậu không nghĩ sẽ hỏi Hà Trấn Hiên sợ đụng đến vết sẹo trong lòng anh. Anh ta lần này tìm anh làm gì? Lý Cẩm Thành hơi thở dần trở nên nhu hòa, Hà Trấn Hiên nghĩ một lát mới nói đại khái là không có gì, dù sao, khi đó tình cảm cũng thuần túy. Vậy còn anh, đã là chuyện quá khứ anh chưa bao giờ lưu luyến. Nói xong anh lấy tay xoay bả vai Lý Cẩm Thành làm cho cậu xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng cậu, thần sắc trên mặt thật nghiêm túc, Cẩm Thành, anh là người không hiểu lãng mạn, có lẽ cũng không cho em được nhiều tình ý, nhưng anh nói sẽ giữ lời, vĩnh viễn sẽ không lừa em. Bao nhiêu đây kỳ thật cũng đã đủ rồi, Lý Cẩm Thành lúc trước chỉ biết anh rất được hoan nghênh nhưng đến lúc này cậu mới ý thức được anh có thể sẽ bị người khác cướp đi nghĩ vậy nội tâm của cậu bị một loại tình cảm chiếm hữu nồng đậm tràn ngập hai người không nói gì chung quanh không khí lại có chút ấm áp hà trấn hiên còn chưa lấy lại tinh thần thì lý cẩm thành đã hôn anh cậu nói hà trấn hiên về sau không thể vứt bỏ em nếu không em nhất định sẽ giết anh bởi vì hôn môi lời nói của cậu có chút mơ hồ không rõ ý vị nhưng hà trấn hiên vẫn nghe rõ ràng anh đoán được đây là những lời nói xuất phát từ nội tâm của lý cẩm thành bởi vậy trong lòng có chút rung động đối với người yêu bình thường gặp ngăn cách thì sẽ mang đến hai kết quả hoặc là cảm tình trở nên lạnh nhạt hoặc là càng thêm sâu sắc hơn nhận thấy lý cẩm thành chủ động hà trấn hiên cũng sẽ không nhẫn nại nữa mặc dù là lần đầu tiên làm chuyện như vậy nhưng bởi vì lý cẩm thành chủ động quá trình cũng coi như thuận lợi Lý Cẩm Thành ở trước mặt anh từ từ mở rộng thân thể, Hà Trấn Hiên trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ. Hôn môi cũng đã làm tốt, yêu cũng thế, anh tự hồ cũng không có cảm giác chúc chắc, nghĩ đến cậu chưa từng nói qua yêu đương, Hà Trấn Hiên không khỏi hỏi một câu. Đại khái là bởi vì anh không thông minh, nằm ở trên giường Lý Cẩm Thành tự bản thân toát ra một hương vị kích tình, ánh mắt để lộ ra vẻ chiêu chọc, Hà Trấn Hiên đã cho cậu cảm giác tin tưởng, cúi người tổ tiếp tục hôn anh làm cho anh muốn nói cũng không nên lời. Hôn thật sâu, giang lưỡi giao triển cả hai nhanh chóng bị dục vọng xâm chiếm, càng khát khao gần gũi thân cận hơn. Hà Trấn Hiên nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai âu yếm hôn lên cơ thể của người yêu. Làn da của Lý Cầm Thành khá trắng, săn chắc lại trơn mịn vì nhiễm mùi tình dục mà trở nên hồng nhuận. Cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác kích tình mà Hà Trấn Hiên mang lại. Hà Trấn Hiên một thân da đầy mồ hôi, hạ thể xương nóng đến phát đau nhưng đây là lần đầu tiên của Lý Cẩm Thành nên anh cố nén để làm tốt công việc chuẩn bị. Anh lấy bôi trơn nhẹ nhàng đưa vào cúc huyệt của cậu, thấy cậu nhăn nhó khó chịu anh đau lòng hôn cậu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, ngoan, thả lòng. Tin tưởng anh sẽ không làm em bị thương. Lý Cẩm Thành bởi vì nụ hôn và lời nói của anh nên thân thể dần thả lòng. Cậu lấy tay vòng qua cổ anh làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc như được khích lệ của người yêu Hà Trấn Hiên nhanh chóng đưa thêm một ngón tay vào làm tốt công việc khách trương, đến khi thấy Cúc Huyệt trở nên mềm xốp mới từ từ đưa dục vọng đang bừng bừng của mình vào trong dũng đạo chật hẹp đó. Lý Cẩm Thành thở dài một hơi, cũng không có đau lắm, thấy Hà Trấn Hiên vì sợ cậu đau mà ẩn nhẫn không dám cử động mạnh, cậu vô cùng cảm động, nhẹ giọng nói em không sao, anh cứ tiếp tục đi. Nói xong cậu dường như ngại ngùng vùi sâu chôn khuôn mặt đỏ bừng vào vai anh hà trấn hiên nghe vậy cũng nhẹ nhàng cử động cẩn thận từ từ tham tiến vào trong cậu khát khao gần gũi muốn cùng người yêu hợp thể làm một lý cẩm thành lúc đầu có chút đau đớn nhưng về sau khoái cảm lại tăng dần cậu siết chặt bờ vai anh con người này yêu cậu thương tiếc cậu có thể kìm nén dục vọng sợ thương tổn cậu cậu yêu thương hôn anh đầu lưỡi tìm kiếm lưỡi anh quấn quýt không rời cảm giác như vật nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể lớn hơn một vòng hà trấn hiên cử động càng kịch liệt tay cũng không nhàn rỗi bao trùm tính khí đang ngừng đầu của cậu âu yếm trước sau bị kích thích lý cầm thành chịu không nổi nhanh chóng đạt được cực khoái xuất ra trên tay hà trấn hiên thấy chất lỏng dính dấp trên tay anh cậu càng ngại ngùng vùi mặt vào gối hà trấn hiên thấy cậu như vậy càng đáng yêu hương phấn lại bừng bừng thâm nhập thật sâu rồi xuất ra trong người của cậu đoạn hát này là do editor biến thái tự ý viết thêm ai không thích đọc thì có thể bỏ qua bạn đã được cảnh báo. Một đêm tận tình, ngày hôm sau Lý Cẩm Thành thức dậy trước, phát hiện Hà Trấn Hiên đem mình ôm vào trong lòng, cậu cũng nhấc đầu vùi trong ngực anh càng sâu. Tối hôm qua cậu có chút hành động theo cảm tính, không có kiên kỵ hoặc bàng hoàng, cũng không hối hận. Còn có Hà Trấn Hiên nói câu nói kia, cậu nghĩ đời này cũng sẽ không cùng anh nhắc tới chuyện trùng sinh này. Hôm nay là ngày đi làm bình thường, sau tỉnh lại Hà Trấn Hiên tắt đi chuông báo thức, lại hôn trên tóc của Lý Cẩm Thành một chút, anh mới bắt đầu bước chân xuống giường. Lý Cẩm Thành chờ anh xuống lầu mới rời giường, chậm chạp từ từ rửa mặt xong, đợi khi cậu xuống lầu Hà Trấn Hiên đã làm xong bữa sáng. Thấy Lý Cẩm Thành biểu tình có vẻ ngoài ý muốn, Hà Trấn Hiên cười nói, bữa sáng đơn giản anh sẽ làm được. Anh làm bữa sáng kiểu Tây, trước tiên cũng có trứng, Lý Cẩm Thành đang chuẩn bị ngồi xuống, hà trấn hiên lại thấp giọng hỏi một câu muốn anh giúp em xin hiệu trưởng nghĩ phép không độ ấm trên mặt của cậu vì những lời này càng nóng hơn một lát sau lý cẩm thành mới cúi đầu nói không có việc gì hơn nữa cho dù có chuyện cậu cũng sẽ làm bộ không có việc gì ăn xong anh đưa em đến trường học không cần nói xong cậu ngẩng đầu thấy hà trấn hiên vẫn không nhúc nhích nhìn mình cậu lại có chút câu nệ nói anh vội như vậy lý cẩm thành khẩn trương làm cho người ta cảm thấy rất thú vị hà trấn hiên nén cười nói không vội tới kịp ở văn phòng khi nhìn thấy lý cẩm thành thì châu tuấn khải cảm thấy chỉ có thể dùng từ tinh thần như mặt trời lên cao để hình dung cậu nghĩ đến cậu tối hôm qua mang cho mình một cảm giác xa lạ châu tuấn khải lắc đầu nghĩ mình chắc là uống say xuất hiện ảo giác thế nào tỉnh rượu rồi phải không châu tuấn khải có chút xấu hổ gật đầu mắt nhìn bốn phía mới nói tối hôm qua đã làm phiền cậu. Không có việc gì, nhưng mà, dừng một chút, Lý Cẩm Thành mới nói anh đã suy nghĩ cẩn kẽ đến chuyện đó không? Ừ, tôi nghĩ trước tìm cô ấy nói chuyện một chút, nếu cô ấy nghĩ muốn lưu lại đứa bé, tôi sẽ cùng cô ấy kết hôn. Xem bộ dạng Châu Tuấn Khải, nói vậy ngày hôm qua cũng đã quyết định xong. Lý Cẩm Thành lấy quyển sách trên tay vỗ nhẹ một vai của anh ta, nói như vậy là tốt nhất tâm tình cậu có vẻ tốt lắm nên khi Châu Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cậu, nghĩ mình có nên hỏi cậu nguyên nhân chuyện tối hôm qua. Buổi chiều lúc vừa tan học, Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của Tiếu Lương Ngọc, hỏi cậu có thể cùng mình đi dùng cơm. Lý Cẩm Thành tươi cười không thay đổi, ngữ khí như thường nói được. chương 19, đổi chỗ. Lý Cẩm Thành không biết rõ ý tưởng của Tiếu Lương Ngọc là muốn cùng Hà Trấn Hiên tái tục tiền duyên, hay là chứng minh địa vị của mình ở trong lòng anh nhưng mặc kệ như thế nào cậu lựa chọn tín nhiệm hà chấn hiên giống như là ngày đầu tiên gặp mặt cậu luôn đối với hà chấn hiên có một loại tình cảm tín nhiệm lần này tiếu lương ngọc chọn ăn ở một nhà hàng nhật lý cẩm thành nhìn thấy trên người anh ta làn khói đen lại nhạt một ít tuy rằng anh ta làm cho mình không vui nhưng lý cẩm thành vẫn thông qua anh ta hiểu được hai kiện sự đầu tiên là hà chấn hiên đối với mình thật tình thứ hai trên người anh ta xuất hiện khói đen là thật sự trong tâm anh ta chán ghét mình. Mặc dù bọn họ trước đây không có quen biết, nhà hàng này trang trí khá giản dị, nghe tiếng cậu gọi, Tiếu Lương Ngọc quay đầu lại phất tay ý bảo cậu lại ngồi cùng. Anh ta thoạt nhìn thần sắc như bình thường, Lý Cẩm Thành không nói không rằng ngồi xuống đối diện với anh ta. Cậu đã bị Tiếu Lương Ngọc lừa dối nên đối với anh ta có chút không kiên nhẫn. Đẩy ra cái thực đơn đưa tới. Lý Cẩm Thành mới nói, tối hôm qua tôi gặp anh cùng với Hà Trấn Hiên, sau khi trở về, anh ấy cùng tôi thẳng thắn nói quan hệ giữa hai người. Tiếu Lương Ngọc kinh ngạc gần một giây đồng hồ, phất tay cho người phục vụ rời đi, anh ta mới nói, xin lỗi, tôi lúc trước không nên dùng cách thức như vậy để tiếp xúc với cậu. Qua nét mặt của anh ta, Lý Cẩm Thành nhìn không ra chút ấy náy, không tiếng động cười lạnh một chút, cậu mới nói, anh còn muốn thăm dò tôi, cảm thấy tôi không có tài ba và năng lực bằng anh nếu đem hai người chúng ta so sánh hà trấn hiên nhất định sẽ chọn anh lý cẩm thành nói chuyện rất thẳng thắn nhưng tiếu lương ngọc trước đây đã hiểu biết tính cách của cậu nên nghe lý cẩm thành nói vậy anh ta cũng không lộ ra biểu tình ngoài ý muốn hà trấn hiên muốn không phải cái đó mà là muốn người khác đối với anh ta thật tâm những điều này là tối hôm qua cùng hà trấn hiên tán gẫu tiếu lương ngọc mới dần nghĩ thông suốt tuy rằng mấy năm nay anh ta cùng rất nhiều người lên giường nhưng đối với Hà Trấn Hiên, anh ta Thủy chung không bỏ xuống được. Bởi vì lúc trước không từ mà biệt, khiến cho Tiếu Lương Ngọc suy nghĩ đến Hà Trấn Hiên thì cảm thấy áy náy lẫn bất an. Lần này nếu không phải vì biết Hà Trấn Hiên cùng người khác đính hôn, chỉ sợ vẫn không có dũng khí xuất hiện ở trước mặt Hà Trấn Hiên. Anh ta tự cho rằng mình đương nhiên ở trong lòng Hà Trấn Hiên còn lưu lại một vị trí nho nhỏ, nhưng tối hôm qua Hà Trấn Hiên đã cùng anh ta nói rất rõ ràng, nói Hà Trấn Hiên thích Lý Cẩm Thành, cũng muốn cùng cậu chung sống cả đời thấy anh ta trầm mặc lý cẩm thành nói tiếp anh hiện tại được như thế này tất cả đều là dùng tình cảm lúc trước đổi được có câu vi cá cùng tay gấu không thể được tất cả nếu đã lựa chọn anh không nên hối hận hơn nữa anh dựa vào cái gì cho là hà trấn hiên vẫn đứng ở tại chỗ chờ anh tự cho là hay tự suy nghĩ đó là cảm giác quá mức tốt đẹp nhưng thực tế lại hoàn toàn khác tiếu lương ngọc ngẩng đầu cười cười nói tôi đã buông tha cho anh ta rồi lúc trước khiến anh ta không bỏ được hà trấn hiên nguyên nhân có rất nhiều bản thân là kẻ phản bội lúc ấy hai người còn trẻ tình cảnh của anh ta cũng không được tốt lắm anh ta rất tự ti cảm thấy mình không cùng đẳng cấp với hà trấn hiên không thể đứng cùng vị trí nên không thể bỏ qua tất cả mà giữ lại hà trấn hiên hiện giờ anh ta đã có được tất cả nhưng tối hôm qua khi nghe hà trấn hiên nói thì biết mình đã không còn cơ hội nào nữa lý cẩm thành cùng anh ta bất đồng nội tâm của anh ta mạnh mẽ hơn cũng biết rõ mình muốn cái gì cẩm thành thật sự rất xin lỗi tiếu lương ngọc hai tay tạo thành chữ thập để trước ngực còn nói tôi ở hồng kông diễn đến cuối tuần là xong tôi mấy ngày nữa sẽ rời đi cho nên coi như tôi bồi tội cùng tôi ăn xong bữa cơm này có được không không được tôi phải về nhà nấu cơm cho trấn hiên ăn nói xong câu này lý cẩm thành đã muốn đứng dậy cẩm thành thấy lý cẩm thành quay đầu lại Tiếu Lương Ngọc làm như không có việc gì mỉm cười, nói tôi là thật sự thực thường thức cậu, tương lai nếu cậu chán ghét Hà Trấn Hiên, nhớ rõ tới tìm tôi, tôi nhất định chờ cậu. Tiếu Lương Ngọc không cần người khác đồng tình, anh ta có được thành tựu cùng vị trí như hôm nay cũng do hoàn cảnh làm anh ta dưỡng thành một tính cách bất cần đời. Lý Cẩm Thành không nghĩ sẽ lại nói chuyện với anh ta, xoay người rời đi khỏi nhà hàng. Mỗi lần nấu cơm Lý Cẩm Thành đều làm 4 năm món với thêm một món canh, cũng may cậu cùng hà trấn hiên ăn cơm cũng không ít nếu còn lại một chút bình thường cũng sẽ bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ bởi vì đêm qua mới cùng anh phát sinh quan hệ thân mật bởi vậy thấy hà trấn hiên lý cẩm thành vẫn là không tự chủ được cảm thấy xấu hổ hơn nữa lại rất khẩn trương cẩm thành đêm nay có muốn đến phòng anh ngủ không tắt tivi đang chuẩn bị lên lầu lý cẩm thành nghe phía sau hà trấn hiên hỏi nhỏ một câu trên mặt độ ấm lại bắt đầu bay lên Lý Cẩm Thành chưa nghĩ ra sẽ nói cái gì, Hà Trấn Hiên còn nói, "Đừng lo, anh sẽ vẫn luôn chờ em." Trong giọng nói mang theo ý cười rõ ràng, nếu như lúc trước là Lý Cẩm Thành thích đùa giỡn anh, đến bây giờ, quan hệ của hai người đã đổi chỗ. Theo lên lầu cho đến khi trở lại phòng của mình, Lý Cẩm Thành thủy chung không quay đầu nhìn lại. Nhưng như thế nào cậu cũng không khống chế được nụ cười trên mặt mình. Đã bước vào tháng 12, thời tiết cũng bắt đầu dần trở nên lạnh hôm nay lý cẩm thành ở tại văn phòng chuẩn bị đề thi thì bảo vệ trường học gọi điện thoại tới học sinh của cậu nhẩm vũ sâm đang ở cửa trường học cũng không có phụ huynh tới đón bé lý cẩm thành đi ra ngoài mới biết được bên ngoài đang có mưa nhỏ thấy nhẩm vũ sâm đứng ở trước cửa phòng bảo vệ cậu vội vàng đi qua người giúp việc trong nhà còn chưa có tới đón em sao cha mẹ nhẩm vũ sâm mấy năm trước cũng đã mất trong nhà chỉ còn một anh trai chỉ là anh em họ hoàn cảnh không tốt bởi vậy cho tới nay đều có lái xe cùng người giúp việc tới trường đón bé. Cậu bé trong lớp học so với các bạn rất gầy yếu, đồng thời cũng không thích nói chuyện với các bạn. Lý Cẩm Thành mỗi lần thấy bé, sẽ liên tưởng đến một động vật nhỏ bé, cảm giác này làm cho người ta thương tiếc. Lý Cẩm Thành biết thân thể của cậu bé không tốt, bèn lắc đầu không nói lời nào ôm nhậm vũ sâm vào trong ngực, sau đó cậu mới phát hiện chán của bé rất nóng. Vũ sâm, em có chìa khóa nhà mình hay không? Nhậm Vũ Sâm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ xe, một lát sau, bé mới quay đầu lại nói, nhà của chúng em không cần chìa khóa mở cửa. Lý Cẩm Thành nghe cậu bé nói những lời này cũng không ngạc nhiên, còn nói, em có biết mật mã không? Biết, nhà của Nhậm Vũ Sâm ở trong một khu dân cư cao cấp, cậu phải giải thích với bảo vệ gác cổng mới được vào. Sau đó Lý Cẩm Thành mới ôm cậu bé lên lầu. Nhà của cậu bé trang hoàng theo phong cách châu Âu, trống trải, hoa lệ nhưng có chút lạnh lùng trong nhà một người cũng không có nghĩ đến hà trấn hiên đêm nay có xã giao lý cẩm thành liền ở phòng bếp nấu cháo cho nhậm vũ sâm nấu cháo xong cậu cho nhậm vũ sâm ăn một chén sau đó cho bé uống thuốc trị cảm mạo xong rồi lý cẩm thành mới để cho bé tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi đang đứng ở phòng bếp nấu cơm lý cẩm thành nghe bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở vũ sâm vũ sâm em có ở nhà không Người nọ nói chuyện làm cho người nghe có cảm giác thanh âm không vội không nhanh, Lý Cẩm Thành trong phòng bếp đi ra, đợi cho hai người nhìn thấy lẫn nhau, trên mặt cả cả hai đều có biểu tình hơi kinh ngạc. Người này hẳn là anh của nhậm vũ sâm, nhưng Lý Cẩm Thành không nghĩ bọn họ tuổi tác chênh lệch đến như thế. Người nọ thoạt nhìn khoảng 23,24 tuổi, vóc dáng rất cao, vẻ mặt kinh ngạc giống cậu. Lý Cẩm Thành cảm thấy cậu ta có chút giống ca sĩ trình diễn rock, NRO hoặc là nam người mẫu xuất hiện ở các sản phẩm quảng cáo thời trang cao cấp. chương 20, Làn khói đen, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp của Vũ Sâm tên Lý Cẩm Thành, người nhà không có tới đón đón em ấy, em ấy lại bị cảm mạo, cho nên tôi đưa em ấy về nhà. Vũ Sâm bị cảm, thấy Lý Cẩm Thành gật đầu, anh của nhậm Vũ Sâm nói tôi đi xem nó một chút. Lý Cẩm Thành nhìn bóng lưng của cậu ta, cảm thấy cậu ấy rất quan tâm em của mình. Đem thức ăn của mình vừa nấu xong bày ra, Lý Cẩm Thành mới đi vào phòng ngủ của Nhậm Vũ Sâm. Nhậm Vũ Sâm lúc này đã thanh tình, ngồi ở trong lòng của anh trai, còn anh bé đang để tay lên trán của bé. Không biết có phải là chung quanh quá mức im lặng cho nên Lý Cẩm Thành cảm thấy bọn họ làm cho người khác có cảm giác họ sống nương tựa lẫn nhau. Thầy, có lẽ là vì anh của mình đã trở lại, có cảm giác an toàn nên tinh thần của nhậm vũ sâm thoạt nhìn đã khá nhiều. Lý Cẩm Thành cười nhẹ đi qua, cậu thấy nhiệt độ cơ thể của bé đã khôi phục bình thường, cậu mới ở bên giường ngồi xổm xuống, nói thầy ở phòng bếp nấu cho em một ít cháo, nếu em đói bụng có thể ăn một chút. Nhậm vũ sâm không muốn ăn, nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy, bé chu cái miệng biểu đạt mình không vui. Thầy làm ca tây hồ sốt giấm chua, sườn ram, rau chân vịt xào, ăn cùng với cháo mới nấu, nhất định sẽ ăn thật ngon. Thật vậy chăng, đương nhiên là thật sự, còn có, chờ em ăn xong, em cũng sẽ hết cảm mạo cho coi. Thấy cậu bé rốt cục lộ ra vẻ mặt siêu lòng, Lý Cẩm Thành đứng dậy, nhìn anh của bé nói tôi đi trước. Nghĩ một lát, cậu nói thêm, vừa mới dùng phòng bếp của nhà cậu. Không, là chúng em làm phiền anh, thấp giọng an ủi nhậm vũ xâm vài câu, anh của bé mới tiễn Lý Cẩm Thành ra về người giúp việc và lái xe trong nhà là vợ chồng, hôm nay con của bọn họ bị bệnh, đã xin em nghĩ phép em định đi đón vũ sâm, nhưng có việc chậm trễ, cho nên. Biết cậu ta đang tự trách mình, Lý Cẩm Thành quay đầu lại, nói cậu còn chưa có nói cho tôi biết tên của cậu. Nhậm Vũ Kiều, Nhậm Vũ Kiều làm người ta có cảm giác trong lời nói có vẻ không thân thiện, Lý Cẩm Thành cười cười, nói tôi là thầy của em ấy, đây là cũng là bổn phận của tôi. Khi về đến nhà, hà trấn hiên vẫn chưa trở về lý cẩm thành hơi mệt nấu bát mì ăn xong cậu ngồi phịch ở trên ghế sofa xem tv trường học của cậu cuộc thi lớn nhỏ liên tiếp cuộc thi như vậy nhằm vào học sinh cũng bao gồm cả giáo viên giống như lý cẩm thành hà trấn hiên cũng rất bận rộn đang nghe điện thoại và xem văn kiện bày trong thư phòng lý cẩm thành biết vinh thịnh gần đây cố ý thu mua một công ty âu châu chuyên cung cấp khí thiên nhiên chuyện như vậy cậu cũng không hiểu được lại không có hứng thú bởi vậy từ đầu cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ biết là Hà Trấn Hiên bề bộn nhiều việc, vì việc này mà bận rộn đến 3 tháng. Khi Hà Trấn Hiên về đến nhà, Lý Cẩm Thành đã buồn ngủ. Thấy cậu nằm ở trên ghế sofa, Hà Trấn Hiên trước tiên ở chán cậu khẽ hôn một cái, theo sau mới hỏi cậu đêm nay ngủ ở phòng anh được không? Lúc này Lý Cẩm Thành đã không có tinh lực ứng phó với anh, nên Hà Trấn Hiên tự chủ trương ôm cậu lên lầu tiếp xúc với hà trấn hiên thời gian dài cậu mới thấy anh bắt đầu bộc lộ ra một mặt ít ai biết đó chính là tính cách rất trẻ con thích làm nũng mỗi lần đạt tới mục đích sẽ trở nên rất vui vẻ nhưng hà trấn hiên che giấu rất tốt cảm xúc này bởi vậy ở trong lòng lý cẩm thành anh kỳ thật có điểm rất đáng yêu đem cậu ôm đến trên giường hà trấn hiên cũng không làm gì tuy rằng anh cao hơn cậu lại cường tráng hơn nhưng Lý Cẩm Thành thân cao gần 1 m tám nên khi Hà Trấn Hiên đưa cậu ôm đến trên giường thì vẫn có chút cố hết sức. Nghe anh thờ hồng hộp, Lý Cẩm Thành thấy buồn cười, nhưng thấy anh rất mệt nên cũng chỉ ở trong lòng cười to. Lý Cẩm Thành giờ phút này giống như ở trạng thái bán hôn mê, rõ ràng biết chung quanh phát sinh chuyện gì, nhưng cậu vô luận như thế nào cũng không mở ra được hai mắt. Cậu nghe cửa phòng tắm bị đóng lại sau đó lại mở ra. Bên giường bỗng lún xuống, không bao lâu cậu bị Hà Trấn Hiên ôm vào trong ngực, chóp mũi một cỗ ấm áp sen lẫn mùi hương thoang thoảng. Trong lòng tràn ngập một cảm giác thỏa mãn lẫn an toàn, Lý Cẩm Thành tiến lại gần anh hơn, cuối cùng bình yên đi vào giấc ngủ. Cuối tháng 12, công việc của Lý Cẩm Thành bên Tống Liêu Bạch hoàn toàn chấm dứt. Tuy rằng cậu bình thường cũng ít giao tiếp, nhưng khi công việc chấm dứt Tống Liêu Bạch vẫn nhiệt tình mời mọi người ăn một bữa cơm trong những người đó chỉ có Lý Cẩm Thành biết làm thơ đường và văn khúc đời Tống, bởi vậy Tống Lưu Bạch đối với cậu càng thêm quan tâm. Ông ta muốn cho Lý Cẩm Thành tiếp tục đào hoa tạo sâu, về sau có thể trở thành đồng sự tốt nhất của mình. Lý Cẩm Thành trước kia cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến lớp học những học sinh kia, cậu vẫn chưa quyết định dứt khoát. Bởi vì lúc trước xảy ra nhiều việc nên Lý Cẩm Thành lãnh lương ít hơn dự tính một ít, nhưng dù vậy cậu vẫn mua cho Hà Trấn Hiên mua một cái cravat rất đẹp đã bên nhau lâu như vậy, vì sao đến bây giờ mới tặng quà cho anh? Lúc nói chuyện Hà Trấn Hiên ôm Lý Cẩm Thành, hơi thở nóng hổi phả bên lỗ tai của cậu. Lý Cẩm Thành thấy vành tai và tóc mai của hai người chạm vào nhau trên mặt cũng nóng dần, một lát sau cậu mới ra vẻ chấn định nói, lúc trước với bây giờ không giống nhau. Cảm ơn, Hà Trấn Hiên ngữ khi nghe thực chân thành, sau đó anh không nói gì thêm chỉ là càng dùng sức ôm chặt Lý Cẩm Thành trong tivi vẫn phát tin tức như thường lệ, đợi đến lúc Lý Cẩm Thành giật mình phát hiện, thì cậu đã cùng Hà Trấn Hiên ôm ấp thân mật lẫn nhau. Lễ Giáng sinh sắp đến, Lý Cẩm Thành nghĩ sẽ đi học làm gà Tây, nhưng Hà Trấn Hiên lại nói cho cậu biết ngày hôm đó bọn họ phải cùng người nhà xung hợp với nhau. Hà Tông Đồng rất muốn giữ gìn tình cảm gia đình thân thiết, nên vào cuối tuần dù cho bận rộn chuyện gì ông đều yêu cầu tất cả những thành viên trong nhà nhất định phải về nhà ăn cơm một lần. Lúc đầu Lý Cẩm Thành cho là lần này chỉ có người trong nhà, nhưng khi cậu cùng Hà Trấn Hiên tới nơi mới phát hiện nơi đó vô cùng náo nhiệt, không khí ngày hội cũng sôi động hơn. Nhà của họ nằm ở lưng chừng núi trong khu nhà cao cấp. Kiến trúc đều sử dụng đa phần là sắt thép nên nhìn bên ngoài đình viện có vẻ thâm trầm lạnh lùng. Bây giờ tụ tụ tập náo nhiệt khiến nơi này rốt cục có một chút nhân khí. Đứng ở đại sảnh đều là các thành viên và bạn bè của Hà Gia, trong đó có em họ của Hà Trấn Hiên cùng với bạn nhỏ của Hà Hạo Nhân là Vi Thẩm. Lý Cẩm Thành thích bầu không khí như vậy, nhưng khi cậu thấy cô của Hà Trấn Hiên, tâm tình của cậu có chút phức tạp. Trên người của cô ta làn khói đen bao phủ càng nhiều, trải qua những hiểu biết lần trước Lý Cẩm Thành biết được, cô của Hà Trấn Hiên chắc chắn là càng ngày càng chán ghét mình. Nhưng mà cậu cũng không biết mình đã làm gì đắc tội với bà ta. Buổi tối cùng Hà Trấn Hiên trở về, Lý Cẩm Thành lơ đãng hỏi một câu cô của anh tính tình vẫn luôn như vậy sao hình như mỗi người cũng đã quen nhìn cô như vậy hà trấn hiên không cho là đúng nói anh sau khi tốt nghiệp tiểu học đã bị ông nội đưa ra ngoại quốc cùng cô tiếp xúc thời gian cũng không nhiều nhưng ở trong trí nhớ của anh cô vẫn luôn như vậy lý cẩm thành không thể cùng anh nói là mình có thể thấy khói đen nên khi nghe được anh nói như vậy cậu cũng không nói gì thêm lễ giáng sinh qua đi Lý Cẩm Thành bắt đầu cảm thấy được thân thể của chính mình có chút không thoải mái, cụ thể là gì cũng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Đi bệnh viện xem qua vài lần, bác sĩ chẩn đoán là sức đề kháng của cậu kém, cho một ít thuốc bổ, lại khuyên cậu chú ý vấn đề ăn uống cùng với cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi. Lý Cẩm Thành nghe lời dặn của bác sĩ, nhưng lại không đến một tuần, cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ngày đó cậu đi xuống lầu mua đồ, mới vừa bước vào thang máy. Cậu cảm thấy đứng ở nơi đó có một bà cụ có chút kỳ quái. Trên đầu bà ta đội cái nón nhung màu đỏ, mặc một cái áo bông đã cũ, trong tay cầm một cây gậy, Lý Cầm Thành tùy ý nhìn bà ta một cái, nhưng lúc sau cũng không dám nhìn thẳng vào bà. Bởi vì trong tiềm thức, cậu cảm thấy được người kia là giả, nói một cách khác, đó chỉ là ảo ảnh. Mua đồ xong cậu vẫn luôn cảm thấy vẻ mặt quỷ dị của bà cụ chăm chú nhìn mình, khi bước vào thang máy về nhà Hà Trấn Hiên chỉ có 12 tầng lầu. Từ trên xuống dưới, ngắn ngủn hơn 10 giây đồng hồ mà Lý Cẩm Thành cơ hồ bị một loại áp lực không khí bức điên. Nghĩ đến chính mình trùng sinh, mẹ từng bị chứng sản hậu uất ức, ngày hôm sau, Lý Cẩm Thành phải cố nén sợ hãi trong lòng lòng đi khám tâm lý bác sĩ. Tâm lý bác sĩ rất chuyên nghiệp bộ dáng không sợ hãi, chỉ nói Lý Cẩm Thành bởi vì tinh thần áp lực trong cuộc sống quá lớn nên bị như vậy. Nhưng Lý Cẩm Thành biết là mình không có áp lực, công tác thuận lợi, tình yêu ngọt ngào, cậu thấy trong cuộc sống của mình không chủ nào không như ý. Về đến nhà, Lý Cẩm Thành vẫn không lấy lại được tinh thần, cho đến khi cậu nghe thấy bên trong gian phòng có tiếng động, cậu mới nhớ tới lúc này trong nhà có người giúp việc đang quét tước làm vệ sinh. Bởi vì cậu cùng Hà Trấn Hiên đều không thích thấy người lạ trong nhà, nên hai người giúp việc thừa dịp họ đi làm mới đến đây. Vì không nghĩ tới Lý Cẩm Thành lại đột nhiên về nhà, nghe thấy tiếng đóng cửa, hai người giúp việc đi ra nhìn xem cậu cẩm thành cậu tại sao trở về thân thể không thoải mái sao hai người giúp việc này là do chú thiệu phái tới lúc trước làm việc tại hà gia bởi vậy các cô cũng học chú thiệu kêu cậu là cậu chủ lý cẩm thành đang chuẩn bị cùng các cô chào hỏi nhưng trong một giây cậu liền cảm thấy cả người lạnh lẽo hai người giúp việc kia trên người cũng bao phủ một vòng khói đen hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe